Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 72. Nhưng đủ đối phó với tình huống bình thường rồi, cũng không định đến gây chuyện, hắn trực tiếp đi tìm Trịnh Bân Bân, lấy một bản đồ của sa mạc xong sẽ rời đi, đương nhiên nhân tiện còn phải tìm Trịnh Bân Bân nghe ngóng trận pháp sư tu sửa truyền tống trận. Vương Thành mạo hiểm vẫn người qua kẻ lại, cổng thành khách phiêu lưu ra ra vào vào, có binh tướng canh gác, Ngô Mặc Thu là quỷ tu ở trạng thái ẩn thân, những binh tướng này đừng hòng phát hiện nàng. Còn về bản thân Dương Mỗ, hắn không muốn gây phiền phức, nên quy củ xếp hàng đợi vào thành. Lúc tới gần, Dương Bách Xuyên đột nhiên thấy cổng thành hiện lên ba đá chân dung, người đầu tiên bên trên chính là bản thân hắn, bên cạnh là Chiêm Khánh Nhân và Hồ Tiên Nhi. Mẹ nó, bị truy nã thật rồi. Dương Bách Xuyên mắng chửi trong lòng, cũng may lúc này hắn đã có chuẩn bị trước, dùng con rối vô diện để vào thành. Nếu không bản tôn đến chắc chắn là một trận ác chiến. Không cần hỏi cũng biết là lão bất tử viên Nhật Tân kia phát lệnh truy nã. Quả nhiên nhìn chữ nhỏ trên chân dung viết, điện mạo hiểm truy nã tội phạm quan trọng. Dương Bách Xuyên bĩu môi, lẩm bẩm trong lòng, sớm muộn sẽ có một ngày giết chết lão bất tử họ Viên ngươi. Ba người trên truy nã chính là khách phiêu lưu phản bội Vương Thành Mạo Thành, tội ác tày trời, người người đều có thể giết, thậm chí có treo thưởng người có thể giết chết ba người bọn họ. Dương Bách Xuyên phát hiện tiền treo thưởng giết chết hắn là 10 vạn linh thạch hạ phẩm, Chiêm Khánh Nhân là 5.000, Hồ Tiên Nhi là 3.000. Sau khi thấy tiền treo thưởng thiếu hụt, Dương Mỗ méo miệng chửi, bà nội ngươi mới đáng 10 vạn hạ phẩm, thế nào cũng phải 100 vạn chứ. Có điều sau khi thấy tiền treo thưởng của Chiêm Khánh Nhân và Hồ Tiên Nhi, trong lòng hắn đã cân bằng lại. Thực ra trong lòng biết, lão bất tử viên Nhật Tân kia rõ ràng biết hắn ở khu vực cấm phía nam còn phát treo thưởng. Chính là để mê hoặc khách phiêu lưu của Vương Thành mạo hiểm đến khu vực cấm phía nam gây phiền phức, ghê tởm ba đại yêu thú giao long. Đáng tiếc là người của cả Vương Thành mạo hiểm đều biết khu vực cấm phía nam không dễ chọc, cũng không có kẻ ngốc, sẽ không có người mắc câu. Cũng may không có ai biết ba đại yêu thú của khu vực cấm phía nam đã rời khỏi tu chân giới, nếu không khu vực cấm phía nam thật sự đã hỗn loạn rồi. Nghĩ theo mặt khác, viên Nhật Tân thật nham hiểm. Treo thưởng này của ông ta vừa ra, khách phiêu lưu không dám vào khu vực cấm phía nam, nhưng chỉ cần hắn, Chiêm Khánh Nhân và Hồ Tiên Nhi bước ra khỏi khu vực cấm phía nam, sẽ bị người ta nhận ra, đến lúc đó thì đầy phiền phức. Cho nên treo thưởng này vẫn là rất thâm độc. Nhưng mà chuyện đã đến nước này, Dương Bách Xuyên cũng hết cách, trừ khi viên Nhật Tân chết, điện mạo hiểm bị gia tộc Trịnh Bân Bân hoàn toàn khống chế, thì mới có thể hủy bỏ truy nã treo thưởng. Hoặc là thực lực của hắn tiến thêm bước nữa, trực tiếp giết chết lão bất tử viên Nhật Tân kia, để tất cả mọi người đều không dám có tâm tư đối với hắn và hai người Chiêm Khánh Nhân. Dù là cách nào, nói cho cùng thì thực lực vẫn nằm ở vị trí đầu. Cũng càng khiến quyết tâm nhanh chóng tu sửa đại trận truyền tống của Dương Bách Xuyên kiên định hơn. Bản thân hắn không hề gì, nhưng sau lưng còn có mấy trăm đệ tử Vân Môn. Nếu thật sự có một ngày chuyện ba đại yêu quái của khu vực cấm phía nam rời đi bị truyền ra ngoài, kẻ thù tìm đến cửa, có đại trận ở đó thì chính là một đường lui. Ngay lúc Dương Bách Xuyên lo âu suy nghĩ những thứ linh tinh này, một tiếng nói lạnh lùng vang lên, xuất trình đường dẫn mạo hiểm của ngươi. Dương Bách Xuyên sửng sốt, cái đệch mẹ nó, này còn cần chứng minh thư. Hắn chưa từng đăng ký ở điện mạo hiểm, trong dư quang thấy lệnh bài trên tay một người phía sau. Bên trên viết bốn chữ Vương Thành mạo hiểm, trong lòng chợt hiện lên lệnh bài Trịnh Bân Bân cho hắn. Lệnh bài kia rõ ràng cao cấp hơn cái người phía sau cầm, cũng không biết có tác dụng không, lấy ra trước rồi nói sau. Hắn thầm thấy may mắn, cũng may đặt trong nhẫn chữ vật. Lúc lật tay đã lấy ra lệnh bài Trịnh Bân Bân cho hắn, đưa binh tướng canh gác xem. Ngay sau đó đã khiến Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười. Binh tướng canh gác vừa thấy lệnh bài màu tím bên trên viết ba chữ vua mạo hiểm, sắc mặt lập tức thay đổi, quỳ rạp dưới đất, lớn tiếng nói, bái kiến đại nhân, thuộc hạ đã mạo phạm rồi. Trong lòng Dương Bách Xuyên vui vẻ, thầm nói, lệnh bài Trịnh Bân Bân cho dùng tốt thật. Dương Bách Xuyên không biết lệnh bài mà Trịnh Bân Bân tặng mình có cấp bậc gì, nhưng thấy binh tướng canh gác đều quỳ xuống, hắn nghĩ nhất định là cấp bậc ở điện mạo hiểm khá cao. Có lệnh bài nên hắn vào thành rất thuận lợi, binh tướng canh gác không nói thêm gì. Nhưng Dương Bách Xuyên nghe trộm được có người nói lệnh bài cao cấp nhất điện mạo hiểm là mạo hiểm lệnh màu tím, chỉ túc lão của điện mạo hiểm mới có.
Hắn nghĩ sau khi Trịnh Bân Bân thành vua mạo hiểm cũng coi như là hoàng tộc chính thống, không có gì kỳ lạ. Dù sao đây cũng là chuyện tốt, khi nào gặp Trịnh Bân Bân hắn sẽ cảm ơn nàng ta. Sau khi hỏi thăm vị trí của điện mạo hiểm, Dương Bách Xuyên đến thẳng đó. Hiện giờ hắn là con rối vô diện, dù sao cũng chẳng có ai quen biết hắn, hắn có thể nghênh ngang đi tìm Trịnh Bân Bân. Điện mạo hiểm nằm ở trung tâm Vương Thành mạo hiểm, là thành trong thành, có thể hiểu là vị trí hoàng cung. Khi Dương Bách Xuyên tới nơi, hắn thật sự chấn động. Cung điện lầu các không thấy điểm cuối, có vẻ như chiếm diện tích mười mấy dặm. Nhưng không phải nơi nào cũng được đi vào. Dương Bách Xuyên có mạo hiểm lệnh, chắc là có thể tới điện mạo hiểm và những nơi khác. Nhưng hắn không định đi. Dù sao Trịnh Bân Bân đã nói điện mạo hiểm có 10 vị túc lão đều sở hữu tu vi cao thâm, lại thêm kẻ thù viên Nhật Tân, hắn chưa chuẩn bị sẵn sàng đi mạo hiểm. Không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, Dương Bách Xuyên định tìm người hỏi nơi ở của Trịnh Bân Bân. Trong tay hắn có lệnh bài, hẳn là có thể nhờ người ta dẫn mình đi tìm Trịnh Bân Bân. Dương Bách Xuyên đi tới cửa đại sảnh mạo hiểm, nhìn đại sảnh mạo hiểm nguy nga khí thế, chỉ riêng lính canh gác đã có hơn 20 người. Hắn nhìn không khí uy nghiêm, người ra kẻ vào đại sảnh mạo hiểm nối liền không dứt. Khách phiêu lưu tới đây đều nhận nhiệm vụ hoặc là giao nộp nhiệm vụ. Trịnh Bân Bân từng nói với hắn đại sảnh mạo hiểm cung cấp các loại nhiệm vụ, đều là tìm kiếm thiên tài địa bảo. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, khách phiêu lưu sẽ nhận được thù lao tương ứng hoặc là đổi lấy thứ mình cần. Cả điện mạo hiểm là một tổ chức vận hành khổng lồ, không có gì là điện mạo hiểm không thể giao dịch. Cũng có thể phát nhiệm vụ ở điện mạo hiểm, đương nhiên chỉ cần ngươi có khả năng chi trả linh thạch hoặc vật phẩm cùng cấp bậc là được. Dương Bách Xuyên đến gần một lính gác hỏi thăm, kết quả là người ta bơ hắn. Không còn cách nào khác, Dương Bách Xuyên đành phải lấy mạo hiểm lệnh ra. Hắn cũng chẳng muốn huênh hoang ở nơi đông người, nhưng người ta không đếm xỉa đến mình thì hắn đành phải lấy mạo hiểm lệnh ra dọa người. Kết quả nằm trong dự đoán của Dương Bách Xuyên. Khi hắn lấy mạo hiểm lệnh ra lắc qua lắc lại trước mặt lính gác, tên lính gác này lập tức biến sắc, định hành lễ. Thôi khỏi, ta hỏi ngươi chuyện này. Tên họ Dương nào đó ngăn cản lính gác định hành lễ. Thuộc hạ có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, mong đại nhân thứ lỗi. Mời đại nhân sai bảo, thái độ của tên lính gác này trở nên tốt hơn. Người có biết nơi ở của công chúa điện hạ Trịnh Bân Bân không? Có thể dẫn ta đến đó không? Ta là bạn của nàng. Dương Bách Xuyên hỏi đối phương. Thưa đại nhân, ngài cầm lệnh bài là có thể trực tiếp đi tìm người. Công chúa điện hạ ở trong Tử Dương Uyển điện mạo hiểm, có điều. Khi nói tới đây, tên lính gác này bỗng ngập ngừng, dường như kiêng dè điều gì đó. Dương Bách Xuyên lật tay lấy ra một viên đan chân khí đưa cho gã, nếu tiện thì nói cho ta. Sao hắn lại không nhìn ra tên lính gác này có điều giấu giếm chứ? Hơn nữa hắn cũng từng nghe Trịnh Bân Bân nói điện mạo hiểm bằng mặt không bằng lòng, 10 túc lão chia thành 3 phe nội đấu, có chút chuyện cũng là bình thường. Hôm nay hắn mạo hiểm đến đây vì có vài chuyện cần hỏi rõ. Mặc dù người này chỉ là lính gác, nhưng Dương Bách Xuyên thấy gã có tu vi nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong. Vấn đề của tu sĩ đỉnh phong không gì ngoài bình cảnh. Hắn tặng đối phương một viên đan dược, tin rằng sẽ biết một số tin tức. Thân là lính gác của điện mạo hiểm, tin tức gã biết chắc chắn đáng tin cậy hơn tin đồn. Ở Vương Thành mạo hiểm, đan dược là tiền tệ mạnh. Hắn tin rằng tên lính gác này sẽ nhận. Quả nhiên khi Dương Bách Xuyên lấy đan dược ra, hai mắt lính gác lập tức sáng ngời, tiện chứ, tạ ơn đại nhân ban thưởng đan dược. Gã vừa nói vừa duỗi tay lấy đan dược, sau đó nói với Dương Bách Xuyên, mời đại nhân đi theo ta, nói ở đây không tiện. Dương Bách Xuyên gật đầu, đi theo gã đến một góc hẻo lánh của điện mạo hiểm. Tên lính gác này không dè dặt mà nói luôn, thưa đại nhân, là thế này, ta nghe nói hai ngày trước công chúa điện hạ trở về đã đến tháp mạo hiểm của đại túc lão. Đại túc lão là ông nội của công chúa điện hạ Trịnh Diêm Vương. Sau đó, tháp mạo hiểm bị giới nghiêm. Trong vòng 3 dặm toàn là cấm quân, cũng là thân vệ của đại túc lão. Vì vậy đại nhân vẫn nên chờ một thời gian nữa rồi hẵng đi tìm công chúa điện hạ thì hơn, dù ngài đến Tử Dương Uyển của công chúa điện hạ cũng không được gặp nàng. Hơn nữa ta còn nghe nói hôm qua tam túc lão viên Nhật Tân truy sát hung thủ sát hại cháu trai đã tiến vào khu vực cấm phía nam, kết quả là bị thương nặng trở về. Hiện giờ điện mạo hiểm không yên ổn, ngài trông chừng ở đại sảnh mạo hiểm là được rồi,
đừng đến điện mạo hiểm nữa. Lúc này đến đó khó tránh khỏi rước rắc rối vào thân. Dương Bách Xuyên nghe xong liền chìm vào suy tư. Hắn là người biết chuyện, tất nhiên có thể đoán được tên lính gác này nói quá nửa là thật. Như vậy thì hắn không thể đi tìm Trịnh Bân Bân, có tìm cũng vô dụng. Tháp mạo hiểm là địa bàn của Trịnh Diêm Vương, đang trong trạng thái giới nghiêm, hắn không thể đến gần. Bây giờ đi tìm người khẳng định là không khả thi. Chắc hẳn Trịnh Bân Bân mang phân thân thuần dương về, nhất định là Trịnh Diêm Vương chuẩn bị luyện hóa phân thân thuần dương rồi. Đây là chuyện lớn của nhà họ Trịnh, Trịnh Bân Bân ở lại giúp đỡ là điều nên làm. Ngoài ra, viên Nhật Tân bị ăn hành, cũng đang ở điện mạo hiểm. Dương Bách Xuyên ngẫm nghĩ, tất nhiên nhà họ Trịnh có thể nghe thấy tin tức viên Nhật Tân bị thương, như vậy thì thời gian tới điện mạo hiểm sắp biến thiên rồi. Lúc này hắn đi tìm Trịnh Bân Bân không khéo sẽ bị viên Nhật Tân và thế lực của chín túc lão khác chú ý. Đây không phải chuyện tốt, vẫn nên chờ Trịnh Bân Bân ra ngoài rồi tính sau. Dương Bách Xuyên đuổi lính gác đi, thầm nghĩ nếu không lấy được bản đồ từ chỗ Trịnh Bân Bân thì chỉ có thể tự nghĩ cách. Đối với hắn mà nói, chuyện này hẳn là không khó. Đại sảnh mạo hiểm có đủ loại nhiệm vụ được phát ra. Trịnh Bân Bân từng nói chỉ cần đến đại sảnh mạo hiểm nhận nhiệm vụ do điện mạo hiểm ban bố, hoàn thành nhiệm vụ là có thể nhận được bản đồ. Vì vậy Dương Bách Xuyên cảm thấy cầu người không bằng cầu mình. Hắn xoay người đi vào đại sảnh mạo hiểm, chuẩn bị đi nhận một nhiệm vụ, sau đó hoàn thành nhiệm vụ để đổi lấy bản đồ. Sau khi vào trong, cả sảnh mạo hiểm vô cùng rộng lớn, tạo cho Dương Bách Xuyên cảm giác như tới nhà ga thủ đô Trung Quốc. Từng ô cửa tiếp khách, dòng người cuồn cuộn. Có khu treo thưởng nhiệm vụ, khu phát nhiệm vụ, khu đổi nhiệm vụ. Nói chung là có rất nhiều khu nhiệm vụ, mỗi khu có chức trách riêng, có trật tự không hề hỗn loạn. May mà Dương Bách Xuyên biết chữ, chữ ở nơi này là chữ phồn thể cổ xưa của Trung Quốc, cho nên tìm không khó. Chẳng mấy chốc Dương Bách Xuyên đã tìm đến khu nhiệm vụ bản đồ. Cửa tiếp khách này rất vắng vẻ, không có ai cả. Ngẫm lại thấy cũng đúng. Khách phiêu lưu sống ở Vương Thành mạo hiểm đa phần đều đã quen với địa hình châu Hoàng Sa, không giống kẻ ngoại lai là hắn mù tịt hoàn cảnh xung quanh, cần có bản đồ. Sau khi Dương Bách Xuyên đi vào, hắn trông thấy một ông lão úp sấp lên quầy tiếp khách ngủ say. Dương Bách Xuyên hết sức buồn bực, hắn đã đi vào rồi mà người ta vẫn không đón tiếp hắn. Khụ. Tên họ Dương nào đó đành phải quấy dậy ông lão đang ngủ. Hắn hắng giọng một tiếng. Đối phương không có phản ứng. Khụ khụ. Lần này Dương Bách Xuyên đi thẳng tới trước quầy, ho hai tiếng thật to. Ai rảnh hơi thế, quấy dậy mộng xuân của lão phu. Cuối cùng ông lão úp sấp trên quầy ngủ cũng tỉnh giấc, nhưng lời nói ẩn chứa tức giận, mắt nhìn Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên lập tức cạn lời, thầm nghĩ người đã già khỏng rồi mà còn mộng xuân. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, việc vẫn phải làm. Hắn mỉm cười nói với ông lão, quấy rầy chủ sự đại nhân rồi, ta muốn nhận một nhiệm vụ bản đồ. Chủ sự là tên gọi chung của nhân viên làm việc ở đây. Lúc nãy trên đường đi hắn nghe thấy người khác gọi như vậy nên cũng gọi theo. Vừa nghe Dương Bách Xuyên nói muốn nhận nhiệm vụ, ông lão lập tức tỉnh ngủ. Lão làm việc ở cửa nhiệm vụ bản đồ, có thể nói là nơi vắng vẻ nhất đại sảnh mạo hiểm. Không giống những nơi khác chật kín người và được thưởng béo bở. Nơi tiếp khách nhận nhiệm vụ bản đồ của hắn vắng vẻ bởi vì hầu hết mọi người đều không cần. Ở Vương Thành mạo hiểm lâu tất nhiên đã quen thuộc địa hình, người ta tội gì phải mạo hiểm. Ông lão nhìn Dương Bách Xuyên, cười ha ha nói, tiểu huynh đệ mới tới Vương Thành mạo hiểm ư. Xem như thế đi, có vấn đề gì sao? Dương Bách Xuyên tùy ý hỏi. Không có vấn đề gì, đương nhiên không có vấn đề gì. Tiểu huynh đệ đến chỗ lão hủ nhận nhiệm vụ bản đồ là quyết định sáng suốt đấy. Cái khác thì không dám nói, nhưng bản đồ chỗ lão hủ chi tiết và toàn diện nhất sơn hải giới đấy. Chẳng hay tiểu huynh đệ muốn bản đồ cấp mấy? Ông lão nhiệt tình hỏi. Dương Bách Xuyên sửng sốt, bản đồ còn phân đẳng cấp hả? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Câu nói của Dương Bách Xuyên làm ông lão ngẩn ra một lúc. Bấy giờ mới nhận ra Dương Bách Xuyên là một tên gà mở chính hiệu. Ông ta cười ha hả nói, tất nhiên rồi, những nơi khác nhau, những khu vực khác nhau thì độ khó của nhiệm vụ cũng khác nhau, đương nhiên bản đồ có phân cấp bậc. Ông ta dừng lại giây lát rồi nói tiếp, cấp bậc bản đồ chia thành 4 loại, giáp, ất, bính, đinh, chia nhỏ thành 3 phẩm trung, thượng,
hạ. Cấp giáp cao nhất là bản đồ bao quát toàn bộ Sơn Hải giới. Cấp giáp phân chia thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm để phân biệt độ chi tiết của bản đồ. Bên trên ghi lại từng vị trí nguy hiểm, nơi nào có linh dược gì, nơi nào có vật liệu luyện khí, nơi nào có nhiều yêu thú. Bản đồ cấp ất là bản đồ địa hạt, ví dụ như địa hạt Đại Sơn, phẩm cấp chia nhỏ cũng giống vừa rồi. Trên đó có thông tin của một địa hạt. Bản đồ cấp bính là bản đồ một châu, ví dụ toàn bộ thông tin về châu Tây Sơn chúng ta. Bản đồ cấp đinh là bản đồ chi tiết về các khu vực Đông, Tây, Nam, Bắc của một châu. Không biết tiểu huynh đệ cần bản đồ cấp bậc nào, người muốn hạ phẩm sơ lược, hay là cần thượng phẩm chi tiết, hoặc là trung phẩm vừa tầm. Nghe ông lão nói xong, Dương Bách Xuyên được mở mang kiến thức. Con mẹ nó một tấm bản đồ ở điện mạo hiểm thôi mà lắm trò ghê. Có điều hắn tin rằng ở đây chưa chắc đã có bản đồ quan trọng, hay nói chính xác hơn là độ khó của nhiệm vụ không chắc có thể hoàn thành. Chẳng hạn như cấp giáp hạ phẩm mà ông lão nhắc đến. Nhưng trước mắt hắn chỉ cần một tấm bản đồ của sa mạc châu Tây Sơn, không cần bản đồ khác. Sau này cần thì xem tình hình là được. Dương Bách Xuyên bèn nói với ông lão, ta cần bản đồ châu Tây Sơn, không biết hoàn thành nhiệm vụ nào mới nhận được. Ông lão trầm ngâm một hồi, vậy là bản đồ cấp đinh rồi. Chẳng hay tiểu huynh đệ cần thượng phẩm, trung phẩm hay hạ phẩm. Dương Bách Xuyên không cần suy nghĩ mà nói luôn, nếu thượng phẩm chi tiết nhất, đương nhiên là ta muốn bản đồ cấp đinh thượng phẩm. Được, tiểu huynh đệ có tầm nhìn xa, bản đồ thượng phẩm chỗ chúng ta rất chi tiết, đảm bảo ngươi không thiệt thòi. Ngươi chờ một lát, ta lấy nhiệm vụ cấp đinh thượng phẩm cho ngươi. Dứt lời ông lão xoay người đi vào căn phòng phía sau. Không lâu sau, ông ta đi ra. Nhưng điều khiến Dương Bách Xuyên phiền muộn là khi ông lão này ra ngoài, trong ngực ôm chồng sách dày ba thước. Ông ta đặt sách xuống trước mặt Dương Bách Xuyên và nói, tiểu huynh đệ, những cái này đều là nhiệm vụ cấp đinh thượng phẩm, ngươi chọn một cái đi. Dương Bách Xuyên tiện tay cầm một quyển lật xem, có điều hắn đọc rất lâu, mắt hoa cả lên, quá nhiều, hắn không biết chọn cái nào. Thấy ông lão tràn đầy hứng thú nhìn mình, hắn đảo mắt nói, chủ sự đại nhân, không biết trong những nhiệm vụ này nơi nào có đá vũ hóa. Ta đoán ngài nhất định biết nhỉ. Phiền ngài chọn giúp ta một nhiệm vụ ở nơi có đá vũ hóa. Tất nhiên tốt nhất là địa điểm ở ngay châu Tây Sơn. Để đạt thành vụ giao dịch này với Dương Bách Xuyên, ông lão không ngại phiền phức, gật đầu nói, đơn giản. Ngươi chờ chút, để ta tìm cho ngươi. Ông lão nói xong liền cấp tốc lật xem sách nhiệm vụ dày cộp. Một lúc sau, ông ta lên tiếng, có rồi. Đúng là cả châu Tây Sơn có một nơi có đá vũ hóa, ở hang ổ thổ phỉ. Dứt lời ông ta mở một trang trong cuốn sách nhiệm vụ cho Dương Bách Xuyên xem. Hang ổ thổ phỉ ư? Dương Bách Xuyên kinh ngạc. Sơn Hải giới thế giới người tu chân sinh sống cũng có thổ phỉ sao? Tất nhiên, không chỉ châu Tây Sơn, ở bất cứ đâu trên Sơn Hải giới đều có thổ phỉ. Địa điểm nhiệm vụ gọi là hang ổ thổ phỉ bởi vì có các thế lực thổ phỉ lớn nhỏ chiếm cứ. Nhưng đó là chuyện rất lâu về trước rồi, hang ổ thổ phỉ hiện nay không có thổ phỉ. Bọn chúng đã bị khách phiêu lưu của Vương Thành Mạo Hiểm giết sạch từ lâu. Người nghĩ mà xem, cả Vương Thành Mạo Hiểm có hàng ngàn hàng vạn khách phiêu lưu, có bao nhiêu thổ phỉ cũng không đủ giết, cho nên không còn thổ phỉ nữa. Tiểu huynh đệ, người nhận nhiệm vụ này là hời nhất đó. Ông lão vừa cười vừa nói. Dương Bách Xuyên cứ cảm thấy những lời ông lão nói không đúng hoàn toàn. Nhưng hắn cũng biết người ta là dân làm ăn, mình có hỏi thì đối phương cũng không nói thật. Thôi thì dứt khoát không hỏi. Hắn nhìn nội dung trên sách nhiệm vụ, quả nhiên trên đó viết 90 dặm phía đông nam hang ổ thổ phỉ sinh ra đá vũ hóa. Chỉ có một câu này, ngoài ra không có gì khác. Uy tín của điện mạo hiểm không có vấn đề gì, trên sách nhiệm vụ viết hang ổ thổ phỉ có đá vũ hóa, thế thì quá nửa là có. Dương Bách Xuyên không hỏi thêm, chỉ nói với ông lão, được, ta nhận nhiệm vụ này. Không thành vấn đề. Mời tiểu huynh đệ đăng ký. Xin hỏi quý tính đại danh của tiểu huynh đệ. Ông lão lật tay, trên lòng bàn tay xuất hiện một hòn đá hình thoi màu trắng ngà. Dương Bách Xuyên từng nghe Trịnh Bân Bân nói loại đá này tên là đá khế ước, bất cứ khách phiêu nào lưu nhận nhiệm vụ ở điện mạo hiểm đều dùng đá khế ước để ký kết khế ước máu, đăng ký trong danh sách. Nhưng hắn không hỏi phương pháp cụ thể ra sao. Sau đó, Dương Bách Xuyên nói, tại hạ tên Vô Diện. Ừ,
Tiểu huynh đệ vô diện, lão hủ hỏi một câu, người muốn nhận nhiệm vụ bản đồ cấp đinh thượng phẩm liên quan đến hang ổ thổ phỉ phải không? Ông lão nghiêm túc hỏi. Dương Bách Xuyên biết đã đến trình tự chính quy, bèn gật đầu trả lời, phải. Sau khi Dương Bách Xuyên thừa nhận, lão giả nhếch miệng cười, vậy thì mời tiểu huynh đệ nộp tiền đặt cọc 10.000 linh thạch. Sao ta làm nhiệm vụ còn phải đưa linh thạch cho các ngươi? Dương Bách Xuyên trợn mắt chất vấn. Ông lão mỉm cười, tiểu huynh đệ đừng nóng. Đây là quy tắc của điện mạo hiểm suốt trăm ngàn năm qua. Không nộp linh thạch làm tiền đặt cọc, chẳng may ngươi không hoàn thành nhiệm vụ vậy chẳng phải là điện mạo hiểm chúng ta cho không bản đồ nhiệm vụ sao? Ngươi đi làm nhiệm vụ, điện mạo hiểm phải cung cấp cho ngươi tất cả thông tin chi tiết về địa điểm nhiệm vụ. Không nộp tiền đặt cọc, nếu ngươi lấy mất thông tin bản đồ chúng ta cung cấp rồi chạy trốn, vậy chẳng phải là chúng ta lỗ to sao? Và lại chỉ là tiền đặt cọc thôi. Chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ trở về, chúng ta sẽ trả lại ngươi toàn bộ linh thạch không thiếu một viên. Không tin thì ngươi hỏi đại ai đó đi. Đây là quy tắc nhiều năm của điện mạo hiểm, lão phu còn có thể lừa gạt ngươi chắc. Dương Bách Xuyên thấy ông lão không giống lừa gạt mình, và lại cũng đã ký khế ước rồi. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, không thấy khó chịu nữa. Có điều khi hắn rời khỏi trái đất đã để lại hầu hết linh thạch trên người cho các đệ tử vân môn ở trái đất. Hiện giờ trên người hắn chỉ có mấy trăm viên linh thạch, không đủ 10.000 viên. Dường như ông lão nhìn ra nỗi khó xử của Dương Bách Xuyên, bèn mỉm cười bảo, nếu tiểu huynh đệ không đủ linh thạch thì có thể dùng thiên tài địa bảo cung cấp để thế chấp. Dù sao cũng là tiền đặt cọc, ngươi yên tâm đi, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc đó ta sẽ trả lại ngươi. Dương Bách Xuyên sửng sốt, ngẫm lại thấy cũng đúng. Hắn trở tay lấy ra một viên đan chân khí cao cấp lúc trước hắn luyện chế cho đám Trịnh Bân Bân và nói, không biết một viên đan chân khí thế này được định giá bao nhiêu linh thạch. Trên người Dương Bách Xuyên còn tổng cộng 4 viên, hắn thầm nghĩ nếu vẫn không đủ thì tìm một nơi luyện chế một lò. Chỉ cần đan dược có thể thế chấp, luyện đan chỉ là chuyện nhỏ với hắn. Ai dè hắn vừa lấy đan chân khí ra, hai mắt ông lão lập tức sáng ngời, còn đứng phát dậy. Nhưng ngay sau đó ông ta đè nén nỗi kích động trong lòng, tất nhiên viên đan chân khí này có thể thế chấp, nhưng một viên không đủ, ít nhất phải hai. À không, phải 3 viên mới có thể thế chấp. Dương Bách Xuyên không chú ý tới ánh mắt của đối phương. Nghe thấy ông ta nói cần 3 viên, hắn lật tay lấy ra 2 viên đan chân khí, dùng 3 viên đan chân khí thế chấp 10.000 linh thạch. Thấy Dương Bách Xuyên trở tay lấy ra thêm 2 viên đan chân khí, ông lão hối hận xanh ruột, thầm than trong lòng. Nếu biết trước thì mình đã đòi thêm mấy viên đan dược rồi. Ở châu Tây Sơn đan dược luôn là hàng hiếm, nhất là loại đan chân khí cao cấp mà Dương Bách Xuyên lấy ra. Ông lão cảm nhận được linh khí trong đan dược vô cùng tinh khiết. Trong suy nghĩ của ông ta, một viên đan dược thế này định giá 10.000 thì kiểu gì cũng bị tranh mua. Nhưng dù sao cũng nói ra rồi, ông ta chỉ có thể chấp nhận. Ông lão vung tay thu 3 viên đan chân khí. Sau đó nói với Dương Bách Xuyên, được rồi, mời tiểu huynh đệ vô diện để lại ấn ký thần hồn trên đá khế ước, thành lập khế ước. Ông lão lại nói. Dương Bách Xuyên lập tức để lại một sợi ấn ký thần hồn của mình trên đá khế ước. Sau đó, ông lão đánh một pháp quyết lên đá khế ước, đồng thời hô to, vô diện và điện mạo hiểm ký kết nhiệm vụ bản đồ cấp đinh thượng phẩm hang ổ thổ phỉ, có hiệu lực ngay lập tức. Tức thì đá khế ước phát sáng. Một tia sáng bay ra rồi phóng lên một tấm bia đá cao 9 trượng trong đại sảnh mạo hiểm. Lúc này Dương Bách Xuyên mới phát hiện ra trong đại sảnh mạo hiểm có một tấm bia đá to, trên đó viết 3 chữ lớn bia khế ước. Tiếp theo, bia đá chợt lóe sáng, một dòng chữ hiện ra, khách phiêu lưu vô diện nhận nhiệm vụ bản đồ cấp đinh thượng phẩm hang ổ thổ phỉ, chém giết hãn phỉ thảo thượng phi, hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được một phần bản đồ châu Tây Sơn. Kỳ hạn nửa năm. Nếu quá hạn thì tiền đặt cọc sẽ tự động thuộc về điện mạo hiểm. Khế ước lập tức có hiệu lực. Dương Bách Xuyên nhìn thấy dòng chữ trên bia khế ước, cả người lập tức bất ổn. Hắn biết mình bị lão già kia lừa rồi. Con mẹ nó chẳng phải nói thổ phỉ ở hang ổ thổ phỉ đã bị giết sạch rồi ư. Sao lại xuất hiện một tên hãn phỉ, còn hạn chế thời gian nữa chứ. Mẹ kiếp, không nói rõ ràng cho lão tử. Dương Bách Xuyên ngoảnh đầu, ông lão cười tủm tỉm nhìn hắn. Lão già bị ổi, hắn chỉ hận không thể đánh nát mặt ông ta. Lúc này, sau khi có người thấy hàng chữ nhiệm vụ hiện ra trên bia đá, Dương Bách Xuyên nghe thấy mọi người hít sâu, bàn tán xôn xao.
sắc mặt hắn càng tối sầm. Dương Bách Xuyên buồn bực đi ra khỏi đại sảnh mạo hiểm, bị lão chủ sự lừa một vố làm hắn vô cùng khó chịu, nhưng cũng không có cách nào thay đổi được sau khi đã ký kết khế ước. Hắn chán nản không phải tiền ký quỹ ba viên đan chân khí, mà là hang ổ thổ phỉ thật sự có thổ phỉ, nghe các khách phiêu lưu bàn tán trong sảnh mạo hiểm, vừa lúc ngược lại với những gì lão chủ sự nói. Theo lời nói của lão chủ sự, hang ổ thổ phỉ lớn bé có tầm mấy trăm thế lực đã bị khách phiêu lưu tiêu diệt từ lâu, không còn thổ phỉ nữa. Nhưng Dương Bách Xuyên nghe xong lời bàn tán của khách phiêu lưu lại là hơn trăm thế lực cố thủ trong các hang ổ của thổ phỉ ở khu vực rộng 80.000 dặm, hơn nữa còn sống rất dễ chịu, không hề bị tiêu diệt. Ngược lại thổ phỉ đã tồn tại từ khi Vương quốc Mạo Hiểm thành lập, chỉ có lúc Mạo Hiểm Vương tồn tại, thổ phỉ không dám rêu rao. Chờ đến khi Mạo Hiểm Vương biến mất, thổ phỉ liền bành trướng, thậm chí có người nói hoàn toàn có thể chống cự được với Điện Mạo Hiểm hiện tại. Vô số năm tháng qua, Điện Mạo Hiểm đều tổ chức hoạt động tiêu diệt thổ phỉ quy mô lớn cho các khách phiêu lưu đến Vương Thành Mạo Hiểm. Nhưng chưa lần nào giải quyết triệt để được, ngược lại theo thời gian trôi qua, thổ phỉ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng khó đối phó. Thổ phỉ trong hang ổ thổ phỉ chuyên môn đánh cướp các khách phiêu lưu, là đối thủ một mất một còn trời sinh của khách phiêu lưu. Tất cả bọn họ đều là hạng người tàn nhẫn, chiếm cứ phía đông Nam Châu Tây Sơn, địa bàn rộng hơn 9 vạn dặm. Lý do Điện Mạo Hiểm thất bại, thật ra có rất nhiều nguyên nhân, thứ nhất là địa hình hang ổ thổ phỉ vô cùng phức tạp, còn có các loại bụi gai sa mạc và các thảm thực vật khác làm tấm chắn, còn có bão cát vô cùng nguy hiểm, sa cốc như mê cung cản trở. Hơn nữa cũng do sau khi Mạo Hiểm Vương của Điện Mạo Hiểm biến mất, bên trong xảy ra tranh chấp nội bộ, tranh đoạt quyền lợi. Mỗi năm tổ chức phái người đi diệt phỉ, mọi người đều không muốn xuất lực, một đám đều sợ tổn thất thế lực của bản thân, nói trắng ra là làm cho có lệ. Dưới tình huống như vậy làm sao có thể thành công diệt phỉ, điều này cũng làm cho hang ổ thổ phỉ càng ngày càng xuất hiện càn rỡ, ban đầu chỉ hoạt động đánh cướp ở vùng Đông Nam, đến bây giờ đã tràn ra bốn phía, chỉ cần ở trong địa giới Châu Tây Sơn, gặp được khách phiêu lưu, thổ phỉ chắc chắn sẽ đánh cướp. Đến cuối cùng tất cả khách phiêu lưu không dám đi ra ngoài một mình, hiện tại khách phiêu lưu muốn đi ra ngoài mạo hiểm đều kết bè kết đội. Dù sao khách phiêu lưu hận thổ phỉ thấu xương, nhưng cũng sợ khắc vào xương cốt, dưới tình huống bình thường không dám trêu chọc thổ phỉ, bởi vì trêu chọc một tên thổ phỉ sẽ làm cho một hang ổ thổ phỉ xuất hiện trả thù, hơn nữa trong Vương Thành mạo hiểm có rất nhiều tai mắt của thổ phỉ. Có đôi khi khách phiêu lưu kết bè kết đội đi ra ngoài cũng sẽ gặp phải một đội thổ phỉ xuất hiện, dưới tình huống thực lực hai bên ngang nhau, thổ phỉ sẽ làm khách phiêu lưu trả tiền qua đường, còn khách phiêu lưu sẽ giao ra một số tiền nhất định để cầu bình an, như vậy hai bên sẽ giải quyết trong hòa bình. Thổ phỉ không dễ trêu chọc đã trở thành một quy củ của Vương Thành Mạo Hiểm, trong lịch sử của Vương Thành Mạo Hiểm đã có mấy trăm năm không có khách phiêu lưu đi làm nhiệm vụ diệt thổ phỉ. Sau khi Dương Bách Xuyên tiếp nhận nhiệm vụ này, ngay lập tức đại sảnh mạo hiểm nổ tung nồi. Cái tên Vô Diện mà Dương Bách Xuyên dùng vô cùng nổ danh, rất nhiều người đều có suy nghĩ, nếu Vô Diện này thật sự dám đi làm nhiệm vụ diệt thổ phỉ, chắc chắn 10 chết không sống. Phần lớn xem náo nhiệt chế giễu, trong lúc nhất thời Dương Bách Xuyên trở thành một danh nhân ở đại sảnh mạo hiểm. Vì không trở thành tiêu điểm, bị Viên Nhật Tân phát hiện, Dương Bách Xuyên mang theo bản đồ nhiệm vụ vội vàng đi ra khỏi Vương Thành mạo hiểm. Sau khi đi ra ngoài thành, Ngô Mặc Thu nói, tiên sinh, xem ra đan chân khí giá một vạn linh thạch phải lỗ vốn, lão chủ sự kia quá đáng ghét, nếu không phải ngài ngăn cản ta sẽ đi dạy bảo cho ông ta một bài học. Dương Bách Xuyên cười khổ, nói thôi, dù sao cũng nhận nhiệm vụ rồi, hơn nữa ta cũng yêu cầu vũ hóa thạch chữa trị trận pháp, ngoại trừ hang ổ thổ phỉ, những nơi khác thật sự không có vũ hóa thạch. Ngô Mặc Thu nói, tiên sinh, ngài tính toán lại xem. Đám người kia đều nói thực lực và thế lực của thổ phỉ trong hang ổ thổ phỉ rất cường đại, có thể sánh ngang với Điện Mạo Hiểm. Không được, ngài không thể đi mạo hiểm. Dương Bách Xuyên mỉm cười mở ra bản đồ nhiệm vụ, bên trên là tin tức của hãn phỉ Thảo Thượng Phi, sau khi xem qua cười nói với Ngô Mặc Thu, đừng lo lắng, nghe qua hang ổ thổ phỉ là một hiểm địa, nhưng nghĩ cẩn thận lại, thật ra cũng không nguy hiểm, trong hang ổ thổ phỉ có vô số thế lực lớn bé, nhưng lại chia năm xẻ bảy. Không bền chắc như thép, tự làm theo ý mình. Hơn nữa hãn phỉ Thảo Thượng Phi mà ta tiếp nhận không phải thế lực thổ phỉ đứng đầu hang ổ thổ phỉ, trước mắt chữa trị đại trận là chuyện hàng đầu,
cũng là đường lui của đệ tử Vân Môn, vì vậy chuyến đi này cần thiết phải đi. Nhưng tiên sinh, vẫn quá nguy hiểm, dù sao ta không yên tâm ngươi đi một mình. Ngô Mặc Thu lo lắng nói. Được rồi, không đùa ngươi, tất nhiên ta sẽ không đi một mình, hiện tại chúng ta trở về, sau đó đi tìm Hạ Lộ, mang theo Hỏa Vân Khuyển, mang theo cả ngươi, như vậy được chưa? Dương Bách Xuyên cười nói. Được rồi, có Hạ Lộ tỷ tỷ ở cũng tốt, nàng là cảnh giới xuất khiếu trung kỳ nhưng lại có thể phát huy thực lực hậu kỳ, có thể yên tâm được một ít. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đến trạng vạng thì về tới vùng cấm Nam Bộ. Sau khi mấy người Dương Bách Xuyên trở lại động Kim Ô, Nguyên Thần trở về bản tôn, tìm được mấy người vợ cùng Hạ Lộ, gọi mọi người lại, tuyên bố chuyện đi đến hang ổ thổ phỉ. Ngoại trừ Hạ Lộ, Chiêm Khánh Nhân, Hồ Tiên Nhi, Mai Thơ Dĩnh biết rõ tình huống hang ổ thổ phỉ ra, những người khác đều không biết. Mọi người đều vừa mới mắt nhắm mắt mở đi đến Sơn Hải Giới, không hiểu biết sự nguy hiểm của thổ phỉ. Hơn nữa Dương Bách Xuyên cũng dặn dò mấy người biết không cần nói cho mấy người vợ và đám người Lưu Tích Kỳ, tránh việc bọn họ lo lắng. Hiển nhiên Hạ Lộ sẽ sẵn sàng giúp đỡ Dương Bách Xuyên, sau khi quyết định, xuất phát luôn vào ngày hôm sau. Tất cả mọi chuyện ở đây đều giao cho mấy người Lục Tuyết Hy và Độc Cô Vô Tình, còn chuyện tu sửa là việc của Trần Bảy Roi và Lý Đại Nghị. Sáng sớm hôm sau, Dương Bách Xuyên và Hạ Lộ cưỡi Hỏa Vân Khuyển rời đi vùng cấm Nam Bộ. Trước khi rời đi, Chiêm Khánh Nhân đi đến gần vùng cấm đưa tiễn. Cẩn thận. Chiêm Khánh Nhân nhìn Dương Bách Xuyên, phun ra hai chữ. Dương Bách Xuyên biết hắn ta lo lắng, hơi mỉm cười nói, yên tâm đi, chúng ta sẽ cẩn thận, người trông chừng nhà. Chiêm Khánh Nhân nghe thấy Dương Bách Xuyên dặn mình trông chừng nhà, cả người chấn động, đối với chữ nhà này, từ khi đến Sơn Hải Giới nó đã vô cùng mơ hồ. Mỗi khi hắn ta và Hồ Tiên Nhi, Mai Thơ Dĩnh chìm trong thời khắc tuyệt vọng gian khổ, đều nghĩ về quê nhà xa xôi. Từ khi gặp được Dương Bách Xuyên ở thành mạo hiểm, áp lực trong lòng hắn ta đã biến mất, Chiêm Khánh Nhân đã khát vọng rất nhiều lần có thể có được một ngôi nhà ở Sơn Hải Giới. Một câu nói vừa rồi của Dương Bách Xuyên đã xúc động đến tiếng lòng của hắn ta. Đúng vậy, từ giờ trở đi nơi này chính là nhà của đám người tha hương như bọn họ, Vân Môn chính là nhà của hắn ta. Chiêm Khánh Nhân biết Dương Bách Xuyên coi hắn ta là huynh đệ, tự tin ngạo khí đã từng bị hiện thực tàn khốc của Sơn Hải Giới mài giũa lại tỏa ra sinh cơ rực rỡ. Ta chờ ngươi trở về, đừng chết ở hang ổ thổ phỉ, mặc dù tu vi bây giờ của ta không bằng ngươi, không thể giúp đỡ ngươi, nhưng ta sẽ trông chừng nhà, sẽ có một ngày ta sẽ vượt qua ngươi. Chiêm Khánh Nhân mang theo tự tin vô biên nói với Dương Bách Xuyên. Ha ha ha, được, ta chờ chiến đấu một trận với ngươi. Ngươi cũng đừng làm ta thất vọng. Dương Bách Xuyên cười to nói xong, thúc giục Hỏa Vân Khuyển và Hạ Lộ, còn có Ngô Mặc Thu ẩn thân ở nơi tối tăm biến mất ở phía chân trời. Một ngày sau, Dương Bách Xuyên và Hạ Lộ chạy như điện suốt 3 vạn dặm, dừng lại ở một cồn cát, chuẩn bị nghỉ ngơi chỉnh đốn ngày đêm, ngày mai sẽ đến thẳng hang ổ thổ phỉ. Nơi này đã là địa giới của hang ổ thổ phỉ, cách nơi ở của Hãn Phỉ Thảo Thượng Phi hơn 500 dặm, đối với bọn họ. Chút lộ trình này cũng chỉ mất một ly trà. Dưới cồn cát tránh gió, Dương Bách Xuyên dựng lều trại, lấy ra dụng cụ pha trà, Ngô Mặc Thu hiện thân, pha trà cho hai người, Hỏa Vân Khuyển hai đầu canh gác ở bên ngoài. Còn chưa uống xong một chén trà, Hỏa Vân Khuyển phụ trách canh gác ở bên ngoài đột nhiên sủa to cảnh cáo. Dương Bách Xuyên và Hạ Lộ thay đổi sắc mặt, Hỏa Vân Khuyển phát ra tiếng kêu cảnh cáo, hơn nửa là có thổ phỉ. Bởi vì bọn họ đã đến địa giới của hang ổ thổ phỉ. Tiên sinh, ta đi ra ngoài nhìn xem. Ngô Mặc Thu ẩn thân bay ra lều trại. Dương Bách Xuyên và Hạ Lộ liếc nhau cũng đi ra ngoài, hắn sợ Ngô Mặc Thu đi ra ngoài không an toàn, rốt cuộc tu vi của Ngô Mặc Thu không cao, mang theo Ngô Mặc Thu bởi vì thiên phú ẩn thân của nàng có thể ứng phó với nguy cơ đặc thù. Bên ngoài, tiếng kêu của Hỏa Vân Khuyển đã dừng lại, có thể là Ngô Mặc Thu đã trấn an Hỏa Vân Khuyển. Mặc dù Hỏa Vân Khuyển có thể sánh ngang với yêu thú xuất khiếu cảnh, nhưng lại không phải linh yêu, là hung yêu, có trí tuệ đơn giản, vì vậy không thể hóa hình, cũng không thể nói ngôn ngữ loài người. Trên thực tế phần lớn yêu tộc ở Châu Tây Sơn đều như vậy, muốn hóa hình và nói được ngôn ngữ loài người cần phải tu luyện, nhưng đối với Dương Bách Xuyên, Hỏa Vân Khuyển có thể nghe hiểu lời nói của hắn là đủ rồi. Lại nói, tổ hợp lần này của bọn họ cũng là một tổ hợp cường đại.
hắn có tu vi xuất khiếu hậu kỳ, còn Hạ Lộ, nói về cảnh giới có thể sánh ngang với xuất khiếu trung kỳ đỉnh phong, bởi vì thân thể giao long nên có thể phát huy ra thực lực xuất khiếu hậu kỳ. Còn Hỏa Vân Khuyển hai đầu, trong đó có một đầu có thể sánh ngang với người tu chân xuất khiếu trung kỳ, một đầu khác có tu vi xuất khiếu sơ kỳ, tính lên đã có 4 xuất khiếu cảnh, cộng thêm một quỷ tu có thể ẩn thân, đặt ở bất cứ hoàn cảnh nào, tổ hợp này cũng coi như đứng đầu. Vì vậy đến nơi này Dương Bách Xuyên cũng không lo lắng quá nhiều, dù sao nơi bọn họ muốn đi là Lưu Sa Cốc, chỉ tìm một thế lực hãn phỉ thảo thượng nguyên, lại không phải trêu chọc toàn bộ hang ổ thổ phỉ. Trong loại tình huống này, Dương Bách Xuyên và Hạ Lộ cũng không dám thả linh thức đi quan sát, chẳng may có cao thủ sẽ gặp phải rắc rối lớn. Tất nhiên với tu vi hiện tại của Dương Bách Xuyên, cao thủ trong lòng hắn chính là phân thần cảnh, còn tu sĩ xuất khiếu cảnh, cho dù là xuất khiếu đại viên mãn hắn cũng không hề sợ. Chẳng mấy chốc Ngô Mặc Thu đã trở về, nói tiên sinh, không phải phát hiện chúng ta, hình như có hai thế lực thổ phỉ đang xảy ra xung đột, ta cũng không dám đến gần. Hai bên tổng hơn 10 người, một bên chỉ có 5-6 người, một bên có tầm 11-12 người. Dương Bách Xuyên suy nghĩ, nói, hai người các ngươi chờ ở đây, ta đi xem, vừa lúc chúng ta cũng không quen thuộc địa hình nơi này, nếu có thể bắt một tên dẫn đường thì tốt quá. Hạ Lộ nói, cũng được, địa hình của hang ổ thổ phỉ ở nơi này phức tạp, nghe nói mỗi năm điện mạo hiểm phái người đi diệt phỉ đều bất lực trở về, tìm một tên dẫn đường cũng tốt, ngươi cẩn thận. Tiên sinh cẩn thận, Ngô Mặc Thu nói. Dương Bách Xuyên gật đầu, sau đó động chân, biến mất tại chỗ. Trong màn đêm, sao trời lóng lánh trên đỉnh đầu, cũng không quá tối, hơn nữa đối với người tu chân, tối hay không tối đều không sao cả, dù sao thị lực đều rất tốt, không ảnh hưởng cái gì. Chờ Dương Bách Xuyên đi qua đứng sau một đạo cồn cát, quả nhiên nhìn thấy một đám người đang đối đầu cách đó vài trăm thước, với tu vi hiện tại của hắn. Lặng lẽ đi qua cũng sẽ không bị phát hiện. Rất nhanh Dương Bách Xuyên đã nấp sau một cồn cát, cất giấu hơi thở trên người, đúng như lời của Ngô Mặc Thu, có hai đám người, một bên có 6 người, một bên nhiều hơn, có 12 người. Hai bên đều có người cầm đầu, Dương Bách Xuyên phát hiện người dẫn đầu hai bên đều có tu vi Nguyên Anh Đại Viên Mãn, bên nhiều có cả Nguyên Anh Sơ Trung Kỳ, bên ít hơn có hai tên Nguyên Anh Đại Viên Mãn, bên nhiều người chỉ có một người. Nhìn qua thì bên nhiều chiếm ưu thế hơn, nhưng Dương Bách Xuyên biết dưới tình huống như này, bên có hai tên Nguyên Anh Đại Viên Mãn lại chiếm phần thắng hơn. Nghe bọn hắn nói chuyện, phe ít người kiêu ngạo hơn, còn phe nhiều người hình như muốn đòi người từ bên ít người. Dương Bách Xuyên không sốt ruột, chờ bọn họ sống mái với nhau trước rồi ra tay cũng không muộn, dù sao đều là thổ phỉ, không một ai tốt cả, mục đích của hắn là bắt người dẫn đường. Lúc này, một người râu xồm bên ít người lạnh lùng cười nói, lưu mắt to, biết điều thì tránh ra, nếu không ta sẽ không khách khí với ngươi. Lý râu xồm, đừng lên mặt, có phải quân sư nhà ta bị Lưu Sa Cốc các ngươi bắt đi rồi đúng không? Lưu mắt to bên nhiều người trừng mắt hỏi Lý râu xồm. Nghe thấy những lời này, Dương Bách Xuyên chấn động, hắn nghe thấy ba chữ Lưu Sa Cốc, đây còn không phải là nơi hắn muốn đi hay sao? Nghe người tên Lưu mắt to hỏi Lý râu xồm. Dương Bách Xuyên biết Lý Dâu Sồm là người Lưu Sa Cốc. Dương Bách Xuyên dựng lỗ tai cẩn thận lắng nghe. Chỉ nghe thấy Lý Dâu Sồm cười ha ha nói, ta nói Lưu mắt to, mắt người mù hả? Con mắt nào của người nhìn thấy người của Lưu Sa Cốc chúng ta bắt quân sư của các ngươi? Hơn nữa quân sư của các ngươi trông như thế nào gọi là gì lão tử cũng không biết, bắt về làm gì? Lưu mắt to trừng mắt nói, con mẹ nó đừng giả ngu. Ở hang ổ thổ phỉ phía đông nam này chỉ có Lưu Sa Cốc các ngươi bất hòa với Hắc Phong trại chúng ta, đầu tiên các ngươi bắt cóc huynh đệ của quân sư nhà chúng ta, sau đó áp chế quân sư nhà ta đi cứu người. Lúc này quân sư nhà ta mới bị các ngươi bắt cóc, bên cạnh quân sư của chúng ta có quỷ thủ đại nhân bảo hộ, ai không biết toàn bộ đông nam này, có thể đối phó với quỷ thủ đại nhân chỉ có Thảo Thượng Phi. Giả vờ vô tội làm gì, còn nói không biết quân sư của chúng ta. Ở địa giới đông nam này, có ai không biết đại danh quân sư Độc Cô Hối? Còn không thừa nhận. Dương Bách Xuyên nghe đến đó cả người chấn động. Thu hoạch ngoài ý muốn, hắn không nghĩ đến lại nghe được tên của đại đồ đệ Độc Cô Hối. Còn việc có phải đó là đại đồ đệ Độc Cô Hối hay không, Dương Bách Xuyên nghĩ có là trùng hợp, nhưng dòng họ Độc Cô ở Sơn Hải giới rất ít nghe qua Độc Cô Hối còn có một huynh đệ,
có thể hay không là tam đồ đệ võ kiếm hay không? Dương Bách Xuyên đang định ra tay, không nhờ tên thổ phỉ tên là Lý Dâu Xồm đã ra tay trước. Lý Dâu Xồm cười lạnh nói, chó con, đúng thì sao? Đã không có quân sư chó má gì đó, Hắc Phong trại các ngươi là cái thá gì? Chết hết cho lão tử, đừng cản trở lão tử về ngủ nữ nhân, các huynh đệ, giết cho ta. Lý Dâu Xồm nổi trận gầm lên, dữ tợn nhào về phía Lưu Mắt To, ở trong suy nghĩ của Lý Dâu Sông, mặc dù bên bọn họ ít người, nhưng hắn và huynh đệ Lý Tứ đều là Nguyên Anh Đại Viên Mãn, bên Lưu Mắt To cũng chỉ có một mình hắn ta là Nguyên Anh Đại Viên Mãn, bên đối phương nhiều người nhưng không phải không thể giết. Trong nháy mắt hai bên đã lao vào chém giết. Dương Bách Xuyên nhìn ra được, đám thổ phỉ này chém giết đều tìm chỗ chí mạng, có người nóng nảy trực tiếp tự bạo. Trong lòng thầm than, quả nhiên là đám người bỏ mạng, không trách được không diệt được hết thổ phỉ, đấu pháp không muốn sống này thật sự có chút đáng sợ, cũng khó trách khách phiêu lưu vừa nhắc đến thổ phỉ đã biến sắc. Chưa đến 10 phút, bên Lưu Mắt To đã bị giết sạch, chỉ còn lại hắn ta, việc này cũng nằm trong dự đoán của Dương Bách Xuyên. Bên của Lý Dâu Xồm có hai Nguyên Anh Đại Viên Mãn đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Tất nhiên bên Lý Dâu Xồm cũng chỉ còn lại hắn ta và một Nguyên Anh Đại Viên Mãn khách, hai người hoàn toàn áp chế Lưu Mắt To. Chỉ trong chớp mắt, Lưu Mắt To bị Lý Dâu Xồm đánh bay, sau đó người bên cạnh Lý Dâu Xồm tung chiêu đánh về phía đầu của Lưu Mắt To. Lúc này Dương Bách Xuyên biết chính mình nên lên sân khấu, nếu độc cô hối trong miệng của Lưu Mắt To chính là đồ đệ của mình. Như vậy người này không thể chết, hắn còn phải xác minh thân phận của độc cô hối và võ kiếm. Dương Bách Xuyên xuất hiện trước Lưu Mắt To, nện một quyền lên đầu của đồng bạn của Lý Dâu Xồm. Binh! M thanh giống như tiếng dưa hấu nổ, người này còn không kịp phát ra tiếng đã bị Dương Bách Xuyên đánh chết. Lưu Mắt To nằm nhận mệnh chờ chết bị chấn động, hắn ta không nghĩ đến có người đến cứu mình. Sắc mặt của Lý Dâu Xồm biến đổi. Hắn ta cảm nhận được tu vi sâu không lường được của người thanh niên này. Hắn ta cảm giác được hơi thở của người này giống như đại vương thảo thượng phi nhà mình, biết là cao thủ, không chút do dự quay người chạy trốn. Muốn chạy, Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười, bắt lấy từ trong hư không. Ngay sau đó Lý Dâu Xồm đã bị Dương Bách Xuyên nắm cổ trở về. Đa tạ tiền bối cứu giúp, Lưu Mắt To cũng phát hiện tu vi của Dương Bách Xuyên cường đại không giống bình thường. Cúi người hành lễ. Nhưng lại bị Dương Bách Xuyên ngắt lời, trực tiếp hỏi, ta hỏi ngươi, huynh đệ của quân sư độc cô hối tên là Võ Kiếm phải không? Lưu Mắt To vừa nghe liền sửng sốt, theo bản năng nói, tại sao ngươi lại biết? Dương Bách Xuyên chấn động, cuối cùng hắn cũng xác định, 100% là hai đồ đệ độc cô hối và Võ Kiếm nhà mình, tuyệt đối thì là trùng hợp, nhưng hai người tuyệt đối không phải trùng hợp. Trong lòng cười khổ. Không ngờ hai tên đồ đệ này lại lưu lạc thành thổ phỉ. Nói cho ta tình hình của bọn họ, ta là bạn của bọn họ. Dương Bách Xuyên ngại nói mình là sư phụ. Hai đồ đệ lăn lộn quá thảm, lưu lạc thành thổ phỉ luôn. Dương Bách Xuyên nói xong, sắc mặt Lý Dâu Xồm càng thêm tái nhợt, mà Lưu Mắt To thì lại hai mắt tỏa sáng. Rõ ràng là trong mắt Lưu Mắt To, Dương Bách Xuyên là đại cao thủ, còn là bạn của hai huynh đệ quân sư. Vậy chẳng phải là bọn họ có hy vọng cứu quân sư đại nhân sao? Sau khi quân sư độc cô hối biến mất, toàn Hắc Phong trại đều biết hắn bị thảo thượng phi của Lưu Sa Cốc bắt đi. Bởi vì hơn 10 năm trước quân sư đại nhân độc cô hối được trại chủ Hắc Phong trại cứu, sau đó ở lại Hắc Phong trại, quả thật đã đề xuất rất nhiều ý tưởng cho Hắc Phong trại. Bất kể là đối mặt với cuộc bao vây tiễu trừ của đại quân điện mạo hiểm hàng năm, hay là ra ngoài đánh cướp khách phiêu lưu, Hắc Phong trại đều giành thắng lợi lớn. Dần dần Hắc Phong trại vốn là thế lực hạng ba bắt đầu tỏa sáng, mơ hồ đã ngang tầm thế lực đứng đầu khu vực Đông Nam hang ổ thổ phỉ. Vì vậy thảo thượng phi của Lưu Sa Cốc 5 lần 7 lượt liên lạc kêu gọi độc cô hối phục vụ cho Lưu Sa Cốc, nhưng độc cô hối trọng tình trọng nghĩa, tất nhiên đã từ chối thảo thượng phi. Nhưng thảo thượng phi coi trọng năng lực bày mưu tính kế của độc cô hối. Sau khi lôi kéo thất bại, gã tìm cơ hội bắt cóc huynh đệ của độc cô hối là Võ Kiếm. Lưu Mắt To đoán là độc cô hối bị uy hiếp đến Lưu Sa Cốc vì huynh đệ Võ Kiếm. Sau đó, Hắc Phong trại nổi giận, mà nói chính xác hơn là em gái của trại chủ nổi giận, ra lệnh cho Lưu Mắt To nhất định phải tìm quân sư về. Bây giờ Lưu Mắt To đã điều tra được đúng là thảo thượng phi của Lưu Sa Cốc bắt huynh đệ Võ Kiếm của quân sư độc cô hối,
sau đó uy hiếp Độc Cô Hối đi Lưu Sa Cốc rồi nhốt lại. Nếu có cao thủ như Dương Bách Xuyên hỗ trợ, cộng thêm đại trại chủ của Hắc Phong trại, Lưu Mắt To tin rằng có thể cứu được hai huynh đệ quân sư trở về. Người mà toàn Hắc Phong trại sợ không phải đại trại chủ, mà là em gái của đại trại chủ. Bởi vì đại trại chủ nuông chiều em gái tận trời, muốn sao tuyệt đối không hái trăng, mà cô nàng kia chính là một nữ ma đầu. Có điều nàng ta yêu quân sư đại nhân sâu đậm, bây giờ quân sư đại nhân bị Lưu Sa Cốc bắt đi, nữ ma đầu quậy cho Hắc Phong trại như gà bay chó chạy. Lưu Mắt To nói hết những gì mình biết cho Dương Bách Xuyên, sau đó xin hắn đi Lưu Sa Cốc cứu người. Dương Bách Xuyên không vội đồng ý, mà trở tay túm lấy Lý Dâu Xồm rồi siêu hồn. Hắn cần xác minh tính chân thật. Không lâu sau, Lý Dâu Xồm bị Dương Bách Xuyên siêu hồn xong, tiện tay xóa sổ. Hắn đã lấy được toàn bộ thông tin mình cần, quả nhiên sự thật gần giống những gì Lưu Mắt To nói. Hơn nữa, đúng là trong ký ức của Lý Dâu Xồm, Dương Bách Xuyên nhìn thấy đại đồ đệ Độc Cô Hối và tam đồ đệ Võ Kiếm bị Thảo Thượng Phi bắt đến Lưu Sa Cốc. Nhưng có vẻ như tình cảnh của bọn họ không tốt lắm. Trong ký ức của Lý Dâu Xồm, Độc Cô Hối và Võ Kiếm đều bị đánh, hơn nữa tu vi của hai người đã bước vào Nguyên Anh hậu kỳ. Điều này khiến Dương Bách Xuyên rất kinh ngạc. Xem ra hai đồ đệ đã có được cơ duyên lớn, nếu không tu vi không thể lên đến cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ trong thời gian 10 năm. Mặc dù trong ký ức của Lý Dâu Xồm, Độc Cô Hối và Võ Kiếm đều bị đánh, nhưng Dương Bách Xuyên cũng biết Thảo Thượng Phi thật lòng muốn Độc Cô Hối làm quân sư cho mình, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, thời gian dài qua đi, không chừng gã ta mất kiên nhẫn sẽ giết bọn họ. Nghĩ tới đây, Dương Bách Xuyên hơi sốt ruột. Hỏi Lưu Mắt To, Hắc Phong trại các ngươi thật sự muốn cứu Độc Cô Hối sao? Thưa tiền bối, thật đấy ạ. Từ trên xuống dưới Hắc Phong trại, ngay cả tên mù cũng nhìn ra muội muội của đại trại chủ nhà chúng ta thích Độc Cô Hối, mà đại trại chủ lại nghe lời muội muội. Và lại những năm qua quân sư Độc Cô Hối đã nhiều lần bày mưu tính kế cho Hắc Phong trại, các huynh đệ đều bội phục, thật lòng muốn cứu người, điều này không thể nghi ngờ. Lưu Mắt To nghiêm túc trả lời. Được. Ta đồng ý giúp các ngươi. Bây giờ ngươi đi liên lạc với đương gia của Hắc Phong trại các ngươi, chúng ta hợp tác đánh Lưu Sa Cốc. Dương Bách Xuyên không nói cho Lưu Mắt To biết mình là sư phụ của Độc Cô Hối và Võ Kiếm, chỉ nói là muốn cứu người. Nếu có sự trợ giúp của thổ phỉ Hắc Phong trại, bất kể năng lực lớn bao nhiêu bọn họ cũng là rắn bản địa, quen thuộc địa hình, như vậy sẽ thuận tiện hơn. Điều khiến Dương Bách Xuyên cười khổ không thôi là thằng nhóc thúi Độc Cô Hối kia còn tán đổ em gái của trại chủ Hắc Phong trại, lăn lộn thành quân sư. Nhìn dáng vẻ của Lưu Mắt To, xem chừng vị quân sư này rất được yêu mến ở Hắc Phong trại đấy. Hắn không tài nào hiểu nổi với tính cách cầu thả của Độc Cô Hối sao có thể lăn lộn thành quân sư được nhỉ. Nếu Lưu Mắt To nói Võ Kiếm là quân sư thì hắn còn tin tưởng vài phần. Có điều hiện tại mấy chuyện này không quan trọng. Quan trọng nhất là đi cứu người. Chỉ nghe Lưu Mắt To nói, tiền bối chờ chút nhé, ta lập tức truyền tin tới trại chủ. Dương Bách Xuyên gật đầu, truyền tin xong thì đến tìm ta. Vâng, thưa tiền bối. Chấm chấm chấm. Dương Bách Xuyên trở về chỗ Hạ Lộ và Ngô Mặc Thu, kể lại sự việc một lần. Hạ Lộ không thân với hai đồ đệ của Dương Bách Xuyên, nhưng vẫn ủng hộ hắn mau chóng đi cứu người. Tránh cho thời gian dài hai người bị Thảo Thượng Phi giết. Ngô Mặc Thu rất vui khi nghe thấy tin tức về Độc Cô Hối và Võ Kiếm, dù sao bọn họ cũng là đồ đệ của Dương Bách Xuyên, là đồng môn vân môn. Nhưng nàng lo lắng hỏi, tiên sinh, người của Hắc Phong trại là thổ phỉ, liệu có tin được không? Dương Bách Xuyên híp mắt nói, cả Hắc Phong trại chỉ có trại chủ gì đó là cảnh giới xuất khiếu hậu kỳ, những người khác không đáng ngại. Giả sử bọn họ thật sự dám dở trò thì ta sẽ khiến Hắc Phong trại biến mất. Một thế lực thổ phỉ nhỏ bé mà thôi, không phải thế lực lớn của khu hang ổ thổ phỉ này, không cần lo lắng. Và lại ta thấy Lưu Mắt To không giống nói dối. Nếu đúng là thằng nhóc thúi Độc Cô Hối đã xác định quan hệ với em gái của trại chủ, Hắc Phong trại sẽ không ngồi yên mặc kệ chuyện này. Đến lúc đó chúng ta cứ hành động theo hoàn cảnh là được. Cũng chỉ có thể như vậy thôi. Ngô Mặc Thu gật đầu. Đúng vậy, vốn là đến đánh thổ phỉ, vậy mà lại hợp tác với thổ phỉ, ha ha. Dương Bách Xuyên bật cười. Trong lúc ba người nói chuyện, Lưu Mắt To đã đi tới. Sau khi trông thấy Hạ Lộ và hai con hỏa vân khuyển bên cạnh Dương Bách Xuyên,
hắn ta trợn to mắt. Lưu mắt to không nhìn thấu khí tức của Dương Bách Xuyên và Hạ Lộ, hắn ta cho rằng hai người cũng là tu sĩ có cấp bậc như trại chủ. Điều khiến Lưu mắt to chấn động là hai con hỏa vân khuyển có khí tức mạnh mẽ lại ngoan ngoãn nằm sấp bên cạnh Dương Bách Xuyên như con cún. Chuyện này càng khiến cõi lòng Lưu mắt to sôi trào. Hắn ta là thổ phỉ ở châu Tây Sơn, quanh năm suốt tháng hành tẩu trên sa mạc, sao lại không biết sự lợi hại của hỏa vân khuyển kia chứ? Ai có thể thu phục yêu thú cấp bậc này? Chưa từng nghe bao giờ. Vậy mà lúc này chúng ta ngoan ngoãn nằm sấp bên cạnh Dương Bách Xuyên, chuyện này chứng minh điều gì? Chứng tỏ Dương Bách Xuyên còn mạnh mẽ và thần bí hơn tưởng tượng của hắn ta. Trước đó hắn ta đánh bạo hỏi tên Dương Bách Xuyên, cũng không để tâm cho lắm. Nhưng giờ đây hắn ta đã khắc ghi ba chữ Dương Bách Xuyên trong lòng. Lưu mắt to nhìn Dương Bách Xuyên, thái độ càng thêm cung kính. Hắn ta đi tới nói, Lưu mắt to bái kiến hai vị tiền bối. Thưa hai vị tiền bối, ta đã nhận được hồi âm của trại chủ nhà ta. Mọi người đã xuất phát, trại chủ nhà ta nói rằng có tiền bối hỗ trợ thì cầu còn không được, xin tiền bối chờ một lát, ngài ấy sẽ nhanh chóng dẫn người đến tập hợp. Ta biết rồi. Người đi chờ người đi, khi nào trại chủ nhà các ngươi đến thì báo cho ta. Nói xong Dương Bách Xuyên không để ý đến Lưu mắt to nữa, đi vào lều cùng Hạ Lộ. Còn Ngô Mặc Thu thì Lưu mắt to không nhìn thấy, trừ khi nàng hiện thân. Dương Bách Xuyên tùy tiện xua tay không đón tiếp, Lưu mắt to không dám bất mãn, trái lại còn cảm thấy chuyện này rất bình thường. Không có nguyên nhân nào khác, chỉ vì người ta là cao thủ cảnh giới xuất khiếu. Hang ổ thổ phỉ châu Tây Sơn kéo dài 9 vạn dặm, có vô số thổ phỉ, vô số các thế lực lớn nhỏ. Nhưng người có thể bước vào cảnh giới xuất khiếu có bao nhiêu? Không quá 100 người. Mà tu chân giả có thể bước vào cảnh giới xuất khiếu có thể tự thành lập một thế lực thổ phỉ cấp trung. Thế lực thổ phỉ nhỏ do Nguyên Anh Đại Viên Mãn đứng đầu. Trong thế lực thổ phỉ siêu cấp mới có nhiều cảnh giới xuất khiếu. Vì vậy Dương Bách Xuyên, Hạ Lộ cùng với hai con hỏa vân khuyển, thế lực bậc này đã có thể miễn cưỡng bước vào vòng thế lực thổ phỉ cấp cao rồi. Thậm chí Lưu mắt to còn nghi ngờ Dương Bách Xuyên và Hạ Lộ có phải là người của thế lực thổ phỉ siêu cấp nào đó ở hang ổ thổ phỉ hay không. Nhưng ngẫm lại thì thấy không đúng. Nếu Dương Bách Xuyên là người của thế lực thổ phỉ siêu cấp nào đó, còn là bạn của quân sư nhà mình, vậy thì tại sao không thấy quân sư nhắc đến bao giờ? Lưu mắt to không nghĩ ra đáp án cho mấy vấn đề này, cũng không nghĩ thêm nữa. Hắn ta định chờ trại chủ đại nhân đến, sau đó bẩm báo lại cho trại chủ đại nhân quyết định là được. Suy cho cùng thì một Nguyên Anh như hắn ta chỉ là con kiến trong mắt cao thủ cảnh giới xuất khiếu, hắn ta không dám làm bậy trước mặt Dương Bách Xuyên. Khi trời sắp sáng, Dương Bách Xuyên đang ngồi tĩnh tọa trong lều đột nhiên mở mắt ra. Hạ Lộ cũng mở mắt cùng lúc. Tiên sinh, người đến rồi, có hơn 300 người. Lưu mắt to đi đón, chắc là người của Hắc Phong trại. Sau khi phát hiện, Ngô Mặc Thu lập tức thông báo. Đợi đi, đừng để ý. Dương Bách Xuyên dặn dò một tiếng rồi lại nhắm mắt lại. Mặc dù hắn không muốn làm giá làm màu, nhưng đôi khi vẫn cần thiết. Nhất là lần này coi như là hợp tác với thổ phỉ, nếu hắn tự dán đến thì sẽ rơi vào thế yếu trong mắt thổ phỉ. Ngoài ra, phía hắn còn có Hạ Lộ và hai con hỏa vân khuyển, tính ra là 4 cao thủ cấp bậc xuất khiếu, xét về thực lực không tính là yếu. Nếu hắn thật sự đi ra đón thủ lĩnh thổ phỉ Hắc Phong trại thì sẽ mất quyền chủ động lên tiếng, hắn không muốn bị người ta sai bảo. Muốn sai bảo thì chỉ có Dương Bách Xuyên hắn sai bảo người khác. Bên ngoài cách lều lớn hơn 10 mét, Lưu mắt to bước nhanh tới trước mặt một người đàn ông trung niên có vết sẹo dài 3 tấc trên má trái. Tham kiến trại chủ, Lưu mắt to thận trọng hành lễ. Người trung niên trước mặt chính là trại chủ Hắc Phong trại tên là Chu Viễn Phong, biệt danh Sẹo Điên. Cũng có người gọi gã là Chu Điên. Trong lòng Lưu mắt to, vị trại chủ này chính là kẻ điên, một kẻ điên độc ác nham hiểm, trở mặt vô tình. Tàn nhẫn với bản thân, lại càng tàn nhẫn với kẻ địch. Ai bị Chu Điên quấn lấy, nếu đối phương không giết chết gã thì gã nhất định sẽ đánh chết đối phương, cho dù không đánh chết thì cũng phải cắn rớt một miếng thịt trên người đối phương mới thôi. Vì vậy ở phía đông nam hang ổ thổ phỉ có rất ít người dám chọc vào Chu Điên, ngoại trừ loại hãn phỉ như Thảo Thượng Phi. Nói đến Lưu Sa Cốc của Thảo Thượng Phi, thực lực mạnh hơn Hắc Phong trại nhiều. Hơn 10 năm trước,
Hắc Phong trại chỉ là một thế lực vừa và nhỏ ở nơi này. Sau khi quân sư Độc Cô Hối đến, đề xuất cho Hắc Phong trại ý tưởng thôn tính các thế lực nhỏ yếu, kiếm tài nguyên tu luyện. Mới giúp Hắc Phong trại trở nên lớn mạnh, đến bây giờ đã có tiềm lực đe dọa đến Lưu Sa Cốc của Thảo Thượng Phi. Vì thế sau khi Thảo Thượng Phi nghe ngóng, gã ta mới nghĩ trăm phương nghìn kế dụ dỗ quân sư đến Lưu Sa Cốc. Cả Thảo Thượng Phi và đại trại chủ Chu Điên đều có tu vi cảnh giới xuất khiếu, là tồn tại khiến Lưu Mắt To phải ngước nhìn. Lưu Mắt To cung kính hành lễ, chờ Chu Điên hỏi chuyện. Lúc này, một bóng hình xinh đẹp phía sau Chu Điên xuất hiện trước mặt Lưu Mắt To, lập tức hỏi, Lưu Mắt To điều tra rõ chưa, có phải quân sư đang ở Lưu Sa Cốc không? Là Chu Phi Yến, bà tổ cô khiến ai gặp cũng nhức đầu. Lưu Mắt To vội vàng nói, thưa đại tiểu thư, chắc chắn ạ, Lý Dâu Sồm chính miệng thừa nhận. Ta cũng điều tra được người của Lưu Sa Cốc bắt huynh đệ của quân sư, sau đó uy hiếp quân sư đến Lưu Sa Cốc, bị Thảo Thượng Phi nhốt lại. Ca, huynh nghe thấy chưa? Chúng ta mau đi cứu người thôi. Chu Phi Yến hô to với Chu Điên. Chu Điên là kẻ điên, cái điên của hắn là tàn nhẫn chứ không phải bệnh tâm thần. Cô em gái duy nhất này bị gã chiều hư rồi, gã cũng biết muội muội Chu Phi Yến có thiện cảm với quân sư, hiện tại nàng là người sốt sắng nhất Hắc Phong trại. Nhưng Chu Điên cũng biết Lưu Sa Cốc của Thảo Thượng Phi không dễ động vào. Mới vào vùng cát chảy của Lưu Sa Cốc thôi cũng có thể mất mạng, chưa kể Hắc Phong trại của gã chỉ có không đầy 500 người, trong khi Lưu Sa Cốc có tới 800 thổ phỉ. Mặc dù cảnh giới thực lực của gã và Thảo Thượng Phi ngang nhau, gã không sợ, nhưng một khi hai bên chém giết, hiển nhiên người của Lưu Sa Cốc sẽ chiếm ưu thế. Dù sao người ta cũng có 800 thổ phỉ. Khi nhận được tin Lưu Mắt To nói có một người là Dương Bách Xuyên sở hữu tu vi cao thâm, không nhìn ra cảnh giới, Chu Điên nghĩ rằng cảnh giới Lưu Mắt To không nhìn thấu chắc hẳn là cảnh giới xuất khiếu. Là cảnh giới xuất khiếu giai đoạn nào thì phải đợi gặp người mới biết được. Theo hai lần truyền tin của Lưu Mắt To, bên cạnh Dương Bách Xuyên còn có một cao thủ và hai con hỏa vân khuyển, đối phương tự xưng là bạn của Độc Cô Hối, sẽ đi cứu quân sư. Sau khi nhận được tin, Chu Điên dẫn người đến đây. Nếu Dương Bách Xuyên thật sự là bạn của quân sư, còn là cao thủ cảnh giới xuất khiếu, vậy thì việc tấn công Lưu Sa Cốc của Thảo Thượng Phi ắt nắm chắc phần thắng. Thấy em gái nhà mình náo loạn, Chu Điên nhức hết cả đầu, tiểu muội à, chẳng phải huynh đã đồng ý với muội là sẽ đi cứu quân sư rồi sao? Muội đừng vội, tấn công Lưu Sa Cốc không phải việc nhỏ, Thảo Thượng Phi là hãn phỉ, nếu chúng ta không bàn bạc kỹ thì đến lúc đó chẳng những không cứu được người ra ngoài mà còn mất mạng. Muội cứ từ từ, để huynh đi gặp tên Dương Bách Xuyên kia xem đối phương rốt cuộc có phải là bạn của quân sư hay không. Nếu đúng là vậy thì chúng ta lập tức đến Lưu Sa Cốc cứu người. Nói xong gã hỏi Lưu Mắt To, người đâu? Ở cồn cát bên kia, Lưu Mắt To vội vàng trả lời. Dẫn đường đi, chúng ta qua đó gặp mặt, Chu Điên nói. Chấm chấm chấm. Khi Lưu Mắt To dẫn đoàn người Chu Điên đến trước lều của Dương Bách Xuyên, Chu Điên nhìn thấy hai con hỏa vân khuyển ngồi xổm trước lều, con người co rụt lại. Trong cảm giác của Chu Điên, một con hỏa vân khuyển canh cửa có thể so với cảnh giới xuất khiếu trung kỳ, còn lại là cảnh giới xuất khiếu sơ kỳ. Gã thầm hít sâu một hơi. Gã cứ tưởng Dương Bách Xuyên cùng lắm cũng chỉ là tu sĩ cảnh giới xuất khiếu sơ kỳ, không ngờ hai con hỏa vân khuyển của người ta đã mạnh đến thế. Vậy bản thân hắn có tu vi gì? Lúc này Chu Điên thu lại thái độ khinh thường, chắp tay nói vọng vào lều lớn, Chu Điên của Hắc Phong trại cầu kiến Dương đạo hữu. Nói xong gã quay sang nhỏ giọng dặn dò Chu Phi Yến, muội chờ bên ngoài nhé, ta vào trong xem. Có hai con hỏa vân khuyển canh cửa, người này không đơn giản. Ca, muội cũng muốn đi, Chu Phi Yến có tính cách đại tiểu thư. Bậy nào, muội không phát hiện ra yêu thú canh cửa của người ta có cấp bậc cảnh giới xuất khiếu sao? Muội chỉ là cảnh giới nguyên anh hậu kỳ, chẳng là gì trong mắt người ta đâu. Chu Điên lập tức nghiêm nghị, gã rất yêu thương cô em gái này, nhưng trong trường hợp gặp mặt cao thủ như thế này, gã sẽ không nhượng bộ. Nếu muội muội vào cùng gã thì với tính xấu của muội muội, nàng sẽ chọc giận Dương Bách Xuyên. Đến lúc đó người ta mà làm khó thì không chừng sẽ xảy ra chuyện. Muội, không đi thì thôi, làm gì mà giữ vậy? Chu Phi Yến dậm chân bình bịch, xoay người sang chỗ khác. Lúc này, Chu Điên nghe thấy một giọng nói lạnh nhạt vang lên, trại chủ Chu khách sáo rồi, mời vào lều.
Dương Bách Xuyên đã phát hiện nhóm Chu Điên tới từ lâu, nhưng hắn không đứng dậy. Hắn cũng phát hiện ra Chu Điên có tu vi cảnh giới xuất khiếu hậu kỳ giống hắn, nhưng hắn không để vào mắt. Tên họ Dương nào đó có nền móng vững chắc, công pháp tu luyện là Càn Khôn Tạo Hóa Quyết độc nhất vô nhị trên thế gian. Nói hắn là vô địch trong cùng cảnh giới cũng không ngoa chút nào. Đương nhiên hắn không quá để tâm tới Chu Điên, một tên thổ phỉ mà thôi. Vả lại tên họ Dương nào đó cố ý không đứng dậy đón tiếp là vì muốn nắm quyền chủ động. Chu Điên nghe thấy giọng nói của Dương Bách Xuyên trong lều truyền ra, không thấy đối phương ra nghênh đón. Thật ra trong lòng gã không vui, nhưng nhìn hai con hỏa vân khuyển, gã xua tan tâm trạng không vui lập tức tươi cười đi vào trong lều lớn. Vừa vào trong, Chu Điên lập tức nhìn thấy một thanh niên tóc trắng ngồi trên một chiếc ghế dài kỳ lạ, khí tức tu vi vô cùng mạnh mẽ. Gã tập trung quan sát thì thấy đối phương là cảnh giới xuất khiếu hậu kỳ giống mình. Ngay sau đó Chu Điên nhìn thấy bên kia có một cô gái xinh đẹp, gã cảm nhận được yêu khí mạnh mẽ. Là yêu tu. Chu Điên giật mình, yêu tu cường đại còn mạnh hơn nhân tộc cùng cấp, gã không ngờ bên cạnh Dương Bách Xuyên lại có một yêu tu tương đương cảnh giới xuất khiếu trung kỳ đỉnh phong. Gã thầm nghĩ trong lòng, người này quả là phi phàm. Thật ra chiếc ghế dài mà Chu Điên nhìn thấy là sofa hiện đại Dương Bách Xuyên mang từ trái đất tới. Cả một bộ sofa được đặt trong góc lều, Hạ Lộ ngồi ở bên kia. Lúc này Dương Bách Xuyên mới làm bộ làm tịch mở mắt ra, nhìn Chu Điên có vết sẹo trên mặt, mời Chu đạo hữu ngồi. Dương Bách Xuyên nói xong, Hạ Lộ rất nể mặt đứng dậy, bưng tách trà trên bàn lên, ngọn lửa trong lòng bàn tay bay lên nấu nước, pha trà cho hai người. Sau đó nàng đứng ở phía sau Dương Bách Xuyên, dáng vẻ giống y như nha hoàn. Cảnh tượng này khiến Chu Điên sốc lần hai. Gã thầm lẩm bẩm, quái lạ, tên Dương Bách Xuyên này có lai lịch ra sao mà lại khiến một đại yêu tương đương cảnh giới xuất khiếu trung kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu một bước nữa là có thể bước vào cảnh giới xuất khiếu hậu kỳ làm nha hoàn cho mình. Quá con mẹ nó khí thế. Ở địa giới hang ổ thổ phỉ kéo dài 9 vạn dặm này, đại yêu hoặc là tu sĩ cảnh giới xuất khiếu là người đứng đầu thế lực một phương đó. Dương Bách Xuyên lén liếc nhìn Hạ Lộ, gửi đến nàng ánh mắt cảm kích. Thật ra hắn muốn làm màu, dùng khí thế lấn át Chu Điên, nắm giữ quyền chủ động phát ngôn. Hắn không sắp xếp Khâu Hạ Lộ rót trà làm nha hoàn, là Hạ Lộ tự chủ động. Dù sao Hạ Lộ cũng là người hiểu đạo lý đối nhân xử thế, à không, là yêu mới đúng. Tức là nàng hiểu thế sự. Hành động này của Hạ Lộ đúng là vẽ mắt cho rồng, không ngờ nàng lại phối hợp với hắn làm màu. Hắn quan sát thấy sau khi Hạ Lộ rót trà, vẻ kiêu ngạo trong mắt Chu Điên giảm bớt. Tên họ Dương nào đó làm màu hết sức, sao không vui vẻ cho được. Hắn nói với Chu Điên, mời Chu đạo hữu uống trà. À, ồ ồ, mời Dương đạo hữu. Chu Điên uống một hớp trà rồi đặt tách trà xuống, che giấu sự bối rối của bản thân. Sau đó nghiêm túc nói với Dương Bách Xuyên, xin hỏi Dương đạo hữu thật sự là bạn của Độc Cô Hối, tức quân sư của Hắc Phong trại chúng ta sao? Ngươi thật sự muốn đi Lưu Sa Cốc mạo hiểm cứu người ư? Ánh mắt của một người sẽ không lừa người. Khi hỏi chuyện, Chu Điên nhìn thẳng vào mắt Dương Bách Xuyên. Một khi Dương Bách Xuyên nói chuyện, một người tu chân cảnh giới xuất khiếu hậu kỳ như gã có thể nhìn ra. Nếu đối phương thật sự là bạn của quân sự thì có thể hợp tác cùng tấn công Lưu Sa Cốc. Nói thật lòng, Chu Điên không muốn đánh Lưu Sa Cốc. Ở khu đông nam hang ổ thổ phỉ này, các thủ lĩnh thổ phỉ khác thì hắn không biết, nhưng hắn biết rõ hắn phỉ thảo thượng phi của Lưu Sa Cốc không đơn giản là cảnh giới xuất khiếu hậu kỳ như bề ngoài, cái danh hắn phỉ của người này không phải hư danh. Ở khu hang ổ thổ phỉ này, phàm là người có danh hắn phi đều không phải đèn cạn dầu. Lần này Chu Điên nhận được tin từ Lưu Mắt To, thứ nhất là muội muội Chu Phi Yến bám giết, thứ hai là Chu Điên cũng tò mò Dương Bách Xuyên có đánh Lưu Sa Cốc thật không. Gã đến đây với tâm lý thử vận may, nếu như sau khi gặp Dương Bách Xuyên, đối phương có thực lực thì gã sẽ mạo hiểm một lần đi đánh Lưu Sa Cốc. Ở hang ổ thổ phỉ, cá lớn nuốt cá bé vốn là quy tắc. Thế lực lớn mạnh thôn tính thế lực nhỏ yếu để tăng cường thế lực và thực lực của mình, đồng thời thu thập được nhiều tài nguyên tu luyện hơn. Sau khi Chu Điên thấy Dương Bách Xuyên và Hạ Lộ, còn có hai con hỏa vân khuyển, gã biết thế lực phía Dương Bách Xuyên đã đủ rồi, nếu thật sự đánh Lưu Sa Cốc thì phần thắng rất lớn. Bây giờ phải xem Dương Bách Xuyên có thật sự muốn đánh Thảo Thượng Phi hay không,
Về phần hắn có đúng là bạn của quân sư hay không, Chu Điên không quan tâm. Hắn cần xác định vấn đề Dương Bách Xuyên có đánh Thảo Thượng Phi hay không. Thật ra trước khi tới đây, Chu Điên không ôm hy vọng gì. Hơn nữa, về chuyện quân sư Độc Cô Hối bị Thảo Thượng Phi bắt, gã chỉ có thể chửi mắng Thảo Thượng Phi trong lòng. Trong tình huống không có ngoại lực, gã sẽ không liều mạng vì một quân sư. Dĩ nhiên quân sư đã đóng góp cho Hắc Phong trại rất nhiều, nhưng còn chưa đến mức khiến Chu Điên đi liều mạng. Nhưng hiện giờ sau khi thấy thực lực của Dương Bách Xuyên, Chu Điên bắt đầu dao động, cho nên gã mới nghiêm túc hỏi Dương Bách Xuyên có phải là bạn của quân sư Độc Cô Hối hay không. Chỉ cần xác định Dương Bách Xuyên có ý định đánh Thảo Thượng Phi và Lưu Sa Cốc là đủ rồi. Chu Điên gã sẽ để Hắc Phong trại đánh cược một lần. Chỉ cần thắng cược thì chính là cá nhỏ ăn cá lớn. Tất nhiên cá nhỏ là Hắc Phong trại, cá lớn là Lưu Sa Cốc. Chỉ cần đánh bại Lưu Sa Cốc, Chu Điên gã sẽ giành được địa bàn tu luyện lớn hơn, tốt hơn trên hang ổ thổ phỉ Đông Nam này. Điều quan trọng là nhận được cống nạp của gần 100 thế lực nhỏ. Đến lúc đó còn cần phải ra ngoài mạo hiểm đánh cướp ư? Tất nhiên là không cần, ngồi trong nhà đã có người cống nạp tài nguyên tu luyện, còn là một đống to, hơn nữa không cần đi mạo hiểm liều mạng. Dù sao khách phiêu lưu cũng không dễ chọc vào. Những năm qua nghe có vẻ như thổ phỉ chiếm lợi thế trong cuộc đấu giữa thổ phỉ và khách phiêu lưu, nhưng thật ra Chu Điên biết đó là do 10 túc lão của điện mạo hiểm đang nội đấu. Một khi người ta giải quyết nội đấu xong thì đó là lúc thổ phỉ phải khóc. Biện pháp an toàn nhất là tăng cường thế lực, tấn công Lưu Sa Cốc rồi thay thế Thảo Thượng Phi. Đối phương ngồi hưởng cống nạp của gần 100 thế lực nhỏ, đây là điều khiến Chu Điên động lòng nhất. Nghe thấy câu hỏi của Chu Điên, Dương Bách Xuyên thầm cười trong lòng, ít nhiều gì cũng đoán được Chu Điên lo lắng điều gì. Hắn mỉm cười nói, trại chủ Chu, ta có thể thề với trời là ta sẽ cứu quân sư Độc Cô Hối nhà ngươi và huynh đệ võ kiếm của hắn, cũng sẽ đánh Lưu Sa Cốc, thậm chí giết Hãn Phi Thảo Thượng Phi. Không biết trại chủ Chu có hài lòng với câu trả lời của ta hay không? Chu Điên nghe Dương Bách Xuyên nói vậy thì chấn động tinh thần, vội vàng đáp, hài lòng, tất nhiên là hài lòng. Ha ha ha, Dương đạo hữu thật thẳng thắn, đã vậy thì Chu mỗ cũng không giấu giếm. Không biết Dương đạo hữu cảm thấy địa bàn của Lưu Sa Cốc thế nào? Dương Bách Xuyên sửng sốt, hiểu ra Chu Điên sợ mình nhúng tay vào địa bàn. Hắn cười ha hả, trại chủ Chu, ta là người thẳng thắn, có nói thẳng thì ngươi đừng trách nhé. Nói thật là ta không để địa bàn khu này vào mắt, có điều nói là ta không muốn cái gì thì cũng không thực tế. Nói vậy đi, Dương mỗ nghe nói Lưu Sa Cốc có đá vũ hóa, đến lúc đó ta chỉ cần đá vũ hóa là được. Trong mắt Chu Điên lóe lên tia sáng, đương nhiên gã biết đá vũ hóa là đặc sản của Lưu Sa Cốc, cũng là một trong những vật báu của Lưu Sa Cốc. Đá vũ hóa là tài liệu luyện khí cao cấp, còn là vật liệu dùng để tu sửa trận pháp, cực kỳ hiếm. Nghe Dương Bách Xuyên nói cần đá vũ hóa, gã lập tức yên tâm, lòng thầm cân nhắc. Tuy đá vũ hóa quý giá, nhưng so với địa bàn Lưu Sa Cốc thì không đáng kể. Được, vậy thì hai bên chúng ta hợp tác vui vẻ, toàn bộ đá vũ hóa tìm được ở Lưu Sa Cốc đều thuộc về Dương đạo hữu. Chu Điên lập tức nói. Trong lòng Chu Điên, đây là một mối liên minh vì lợi ích. Còn đối với Dương Bách Xuyên mà nói, mục đích đã đạt được. Hắn muốn giết Thảo Thượng Phi, hoàn thành nhiệm vụ bản đồ của điện mạo hiểm, nhân tiện tìm đá vũ hóa để tu sửa đại trận truyền tống. Điều quan trọng hơn cả là hắn đã tìm thấy tung tích của hai đồ đệ. Vụ giao dịch này hắn không thiệt chút nào. Bên ngoài trời đã sáng, Dương Bách Xuyên thu lều lớn, sau đó đi cùng nhóm Chu Điên lên đường tới Lưu Sa Cốc. Chu Điên dẫn theo gần 500 thổ phỉ đi bộ, nhìn Dương Bách Xuyên và Hạ Lộ cưỡi hỏa vân khuyển bằng ánh mắt hâm mộ. Thật ra gã cũng có tọa kỵ, nhưng lần này đi vội nên không mang theo. Chủ yếu là tọa kỵ của gã quá cùi bắp, là một con lạc đà sa mạc. Bây giờ nhìn tọa kỵ của Dương Bách Xuyên và Hạ Lộ, Chu Điên cảm thấy may mắn vì mình không dẫn theo tọa kỵ, không thì mất hết mặt mũi. Đoàn người vừa đi vừa trò chuyện, Chu Điên nói hết cho Dương Bách Xuyên những gì mình biết. Ví dụ như Lưu Sa Cốc có cát chảy đáng sợ, thực lực của Hãn Phỉ Thảo Thượng Phi không đơn giản là cảnh giới xuất khiếu trung kỳ như bề ngoài. Dương Bách Xuyên chỉ mỉm cười gật đầu, hắn đã biết những thông tin này từ việc siêu hồn Lý Dâu Xồm, có thể nói hắn còn biết nhiều hơn Chu Điên. Hắn hợp tác với Hắc Phong trại của Chu Điên để tiện hành động. Thứ nhất, có thể để cho thổ phỉ của Hắc Phong trại đối phó với 800 thổ phỉ của Lưu Sa Cốc. Thứ hai, nếu hắn giết Hãn Phỉ Thảo Thượng Phi, Hắc Phong trại sẽ đổ vỏ.
Bởi vì khi siêu hồn Lý Dâu Xồm, hắn phát hiện ra một tin tức, rất có thể là hãn phỉ Thảo Thượng Phi có quan hệ với thế lực thổ phỉ siêu cấp nào đó. Dương Bách Xuyên nghĩ nhớ đầu chỗ dựa của hãn phỉ Thảo Thượng Phi tìm đến gây sự thì đã có Hắc Phong Trại chịu tội thay, hắn bớt được rất nhiều rắc rối. Không thể không nói tên họ Dương nào đó và Chu Điên đều lợi dụng lẫn nhau, coi như kẻ tám lạng người nửa cân, hai bên được lợi. Sau khi Chu Điên giới thiệu tình hình của Lưu Sa Cốc, gã hỏi Dương Bách Xuyên, ta vẫn chưa hỏi Dương đạo hữu đang phát tài ở đâu. Chu Điên đoán có lẽ Dương Bách Xuyên cũng là thổ phí. Nhưng không phải thổ phỉ bình thường, mà là người đến từ thế lực hoặc gia tộc thổ phỉ siêu cấp nào đó. Trên địa giới hang ổ thổ phỉ 9 vạn dặm, truyền thừa thế lực thổ phỉ cũng có lịch sử lâu đời, có gia tộc thổ phỉ siêu cấp và sơn trại thổ phỉ. Chắc hẳn Dương Bách Xuyên xuất thân từ một thế lực như vậy. Sao Dương Bách Xuyên lại không nghe ra Chu Điên đang moi tin chứ, nhưng hắn không thể nói thật, bèn khẽ mỉm cười trả lời, tại hạ đến từ một nơi nhỏ bé phía nam tiềm thức lại nói đúng là khu vực phía nam, nhưng tuyệt đối không phải nơi nhỏ bé. Song câu này lọt vào tai Chu Điên lại có ý khác khác, gã cấp tốc nhớ lại phía nam có những thế lực lớn nào. Đương nhiên phía nam trong suy nghĩ của Chu Điên chỉ giới hạn ở phía nam hang ổ thổ phỉ, còn Dương Bách Xuyên lại nói đến khu vực cấm phía nam Vương Thành Mạo Hiểm. Hai nơi cách nhau vạn dặm. Một lát sau, trong mắt Chu Điên bỗng lóe lên tia sáng, đột nhiên gã nghĩ đến một gia tộc. Một gia tộc thổ phi họ Dương, cũng là một trong những thế lực siêu cấp ở địa giới hang ổ thổ phỉ. Nói một cách chính xác thì thế lực siêu cấp này không còn là thổ phỉ nữa. Nghe nói vạn năm trước nó thuộc 10 thế lực lớn nhất hang ổ thổ phỉ, nhưng hiện giờ đã tẩy trắng rồi, gọi là tiêu cục gì đó. Tầm mắt của những thế lực siêu cấp kia không còn giới hạn ở Châu Tây Sơn nữa, mà phóng ra cả Sơn Hải giới rồi. Bọn họ làm vận chuyển buôn bán, giao đồ thay người khác, chỉ cần ra giá là bọn họ có thể vận chuyển bất cứ thứ gì. Hình như nguồn gốc của thế lực siêu cấp này là thổ phỉ, nhưng không làm mấy việc đánh cướp vặt vãnh. Trong 10 thế lực siêu cấp lớn nhất địa giới hang ổ thổ phỉ 9 vạn dặm, phía nam có một gia tộc họ Dương, nghe nói truyền thừa là gia tộc lớn mấy vạn năm, rất hùng mạnh. Hiện giờ Chu Điên tự tin tưởng tượng Dương Bách Xuyên là người nhà họ Dương ở phía nam hang ổ thổ phỉ. Dương Bách Xuyên vẫn còn trẻ mà đã có tu vi cảnh giới xuất khiếu hậu kỳ, lại còn cưỡi hỏa vân khuyển, đến nha hoàn bưng trà rót nước cũng xinh đẹp tuyệt trần. Theo như tin đồn về nhà họ Dương ở phía nam mà Chu Điên nghe được, rất có thể Dương Bách Xuyên chính là người nhà họ Dương thế lực siêu cấp phía nam hang ổ thổ phỉ. Nghĩ tới đây, Chu Điên không khỏi sinh lòng kính trọng. So với gia tộc thế lực siêu cấp như nhà họ Dương, thế lực Hắc Phong Trại của gã chỉ là tiểu tặc. Thì ra là thiếu gia nhà họ Dương, Chu Mỗ thất lễ rồi. Kể ra thì 30 năm trước Chu Mỗ từng gặp thiên tài Dương Quốc Trung của gia tộc các ngươi một lần. Hy vọng sau này Dương thiếu gia giúp đỡ nhiều hơn, ha ha. Chu Điên cung kính chắp tay hành lễ, thầm nghĩ nếu mình có thể thiết lập quan hệ với nhà họ Dương ở phía nam thì đúng là ôm được chỗ dựa to. Ban đầu Dương Bách Xuyên nghe thấy Chu Điên nói chuyện cung kính, còn cười ha ha gọi hắn là thiếu gia, hắn không nhịn được mắng thầm, ngươi mới là thiếu gia, cả nhà ngươi đều là thiếu gia. Nhưng hắn cũng đoán được Chu Điên tưởng mình là người nhà họ Dương gì đó. Sau khi nghe một tràng, Dương Bách Xuyên chấn động cả người, suýt thì ngã khỏi hỏa vân khuyển. Không ngờ hắn lại nghe thấy cái tên Dương Quốc Trung đã khắc sâu trong lòng. Dương Quốc Trung là tên của ba hắn. Hèn chi Dương Bách Xuyên lại phản ứng mạnh như vậy. Ba mẹ là tâm ma trong lòng Dương Bách Xuyên. Mặc dù hắn biết Dương Quốc Trung trong lời Chu Điên có lẽ chỉ trùng tên trùng họ với ba mình thôi, nhưng cõi lòng hắn vẫn không kìm được dậy sóng. Ba mẹ mất tích không chỉ là tâm ma của hắn, mà cũng là nút thắt trong lòng em gái và bà nội. Thật ra Dương Bách Xuyên biết trước lúc bà nội lâm chung, người vẫn canh cánh tin tức về ba mẹ hẳn. Chỉ tiếc là Dương Bách Xuyên không tra được tin tức gì. Hắn đã từng nghĩ ba mẹ biến mất ở sa mạc Tây Vực liệu có phải là gặp trận pháp nào đó, và cũng tiến vào Sơn Hải giới rồi không? Về sau hắn đã tới sa mạc nơi ba mình biến mất để điều tra, nhưng không phát hiện thấy dấu vết của trận pháp tồn tại. Vì vậy Dương Bách Xuyên không chắc chắn. Hơn nữa, hắn cho rằng ba mẹ không còn trên nhân thế. Vậy mà bây giờ hắn lại nghe thấy tên của ba mình từ thổ phỉ Chu Điên. Tâm trạng hắn mất bình tĩnh tựa như một hòn đá rơi vào hồ nước sâu. Khi Dương Bách Xuyên đang định hỏi thăm về người tên Dương Quốc Trung trong lời Chu Điên, đại đội thổ phỉ phía trước đột nhiên dừng lại,
Lưu mắt to bước nhanh tới báo cáo, thưa trại chủ và Dương tiền bối, chúng ta đã đến cửa vào Lưu Sa Cốc, phía trước xuất hiện cát chảy, có hai huynh đệ bất hạnh bị cát chảy nuốt chừng. Bây giờ phải làm sao? Chu Điên nhướng mày, nói với Dương Bách Xuyên, Dương đạo hữu, cát chảy ở Lưu Sa Cốc vô cùng kỳ lạ, mọi người không biết khi nào nó đột nhiên xuất hiện nên khó lòng phòng bị nó xuất hiện nuốt người. Một khi bị cát nhảy nuốt vào, cho dù là người có tu vi như ta và ngươi cũng không thoát được. Đây cũng là nguyên nhân Thảo Thượng Phi xưng vương xưng bá, đánh cướp khách phiêu lưu suốt bao năm qua nhưng vẫn bình yên vô sự. Nghe nói muốn vượt qua khu vực cát chảy thì phải nắm được quy luật cát chảy xuất hiện. Hơn nữa, dòng xoáy cát chảy thường xuất hiện từng khu vực lớn, tạo thành một trận pháp nào đó. Chẳng hay Dương đạo hữu có ý kiến gì không? Tất nhiên từ trong ký ức của Lý Dâu Xồm, Dương Bách Xuyên đã biết sự lợi hại của cát chảy. Nhưng Lý Dâu Xồm cũng không biết quy luật cát chảy xuất hiện. Trong ký ức của hắn ta chỉ có duy nhất Thảo Thượng Phi nắm rõ quy luật hoạt động của cát chảy, mỗi lần có người ra ngoài Lưu Sa Cốc đều là Thảo Thượng Phi chỉ cho. Nhưng nếu là trận pháp thì Dương Bách Xuyên không sợ. Xét về kiến thức trận pháp, hắn không dám nhận mình rất giỏi, nhưng ở Sơn Hải giới hắn tuyệt đối không yếu. Truyền thừa trận pháp sư phụ để lại trong đầu hắn toàn là mật thư bí điển cao cấp đó. Qua đó xem thử rồi tính tiếp, Dương Bách Xuyên ngẫm nghĩ chốc lát rồi nói. Khi Dương Bách Xuyên đi tới, hắn nhìn thấy hẻm núi cách trăm mét gió cát cuồn cuộn, trong không trung nổi gió lốc, còn có từng vòng xoáy cát chảy đường kính 3 mét ở khắp nơi trông không có kết cấu gì. Khoảng cách giữa những vòng xoáy cát chảy cũng dài ngắn khác nhau, thậm chí có những chỗ chỉ có khe hở nửa mét, khoảng cách rộng nhất cũng chỉ có 2 mét. Vòng xoáy cát chảy kéo dài, ít nhất cũng phải 300 mét. Nói cách khác, bọn họ phải vượt qua vòng xoáy cát chảy 300 mét mới đến nơi. Đây là một tuyến đường rất nguy hiểm, nếu như trong lúc bọn họ đi qua có người nhảy ra tấn công thì e là sẽ mất mạng. Bây giờ đã xuất hiện cát chảy, theo ký ức siêu hồn của Lý Dâu Xồm mà Dương Bách Xuyên nhìn thấy, nơi này xem như là cổng vào Lưu Sa Cốc, chỉ cần đi qua khu vực cát chảy là đã vào trong cứ điểm Lưu Sa Cốc. Đồng nghĩa với việc khi bọn họ vượt qua khu cát chảy, Thảo Thượng Phi nhất định sẽ dẫn người tấn công. Tức là hai bên một ở ngoài sáng, một ở trong tối. Nếu như không thể nắm bắt quy luật cát chảy xuất hiện và biến mất, muốn vượt qua chỉ là mơ mộng hão huyền. Dương Bách Xuyên biết rõ điều này, Chu Điên lại càng hiểu rõ. Sao Thảo Thượng Phi có thể trơ mắt nhìn bọn họ đi vào Lưu Sa Cốc kia chứ? Nghĩ bằng đầu ngón chân cũng không có khả năng. Dương Bách Xuyên thử cảm nhận uy lực của vòng xoáy cát chảy, thật sự là hắn không chắc chắn mình có thể chống đỡ lực thôn vệ của vòng xoáy cát chảy hay không. Hiện tại chỉ có thể quan sát kỹ quy luật hoạt động của vòng xoáy cát chảy để tìm ra sơ hở mà thôi. Vòng xoáy cát chảy ở nơi này liên quan đến trận pháp, ngay từ cái nhìn đầu tiên Dương Bách Xuyên đã biết điều này không sai. Nhưng nhất thời hắn không nghĩ ra đó là trận pháp gì. Dương Bách Xuyên đứng ở đằng xa quan sát, phát hiện thời gian từng vòng xoáy cát chảy xuất hiện và biến mất mỗi lần không cố định, đây là vấn đề nan giải nhất. Nếu chúng xuất hiện và biến mất cùng lúc thì hắn có đủ tự tin nắm chắc tất thảy. Nhưng mỗi vòng xoáy cát chảy lại không cố định. Yếu tố cố định duy nhất là vị trí của vòng xoáy cát chảy. Đối với Dương Bách Xuyên mà nói, đây là một cánh cửa đột phá, hiện tại chỉ cần nắm được thời gian vòng xoáy cát chảy xuất hiện và biến mất là có thể đi qua. Thế nhưng phóng mắt nhìn thì thấy khu vực phía trước có tới 99 vòng xoáy cát chảy. Tức là Dương Bách Xuyên phải nắm được quy luật hoạt động của 99 vòng xoáy cát chảy. Độ khó rất lớn, Dương Bách Xuyên đứng ở vùng ranh giới, chăm chú quan sát từng vòng xoáy cát chảy không ngừng xuất hiện rồi lại không ngừng biến mất, chìm vào trầm tư. Sau mấy phút quan sát, Dương Bách Xuyên phát hiện ra sự hình thành của những vòng xoáy cát chảy này liên quan đến trận pháp, hơn nữa còn là trận pháp tự nhiên. Về phần trận pháp kiểu nào thì hắn không nhìn ra. Điều đáng mừng duy nhất là hắn đã phát hiện ra mặc dù đây là trận pháp, nhưng là trận pháp tự nhiên không hoàn chỉnh, có khuyết điểm. Phàm là trận pháp do điều kiện tự nhiên tạo thành đều hoàn mỹ, không có sơ hở, hoặc là chưa hình thành hoàn toàn. Trận pháp vòng xoáy cát chảy phía trước thuộc về loại thứ hai, là trận pháp đang trong quá trình hình thành. Nếu là trận pháp đã hình thành hoàn toàn thì những vòng xoáy này sẽ không xuất hiện cố định một chỗ mà sẽ di chuyển. Vậy thì Dương Bách Xuyên cũng đành bó tay. May mà trận pháp này không phải trận pháp hoàn chỉnh, vòng xoáy cát chảy cố định là một cơ hội. Đối với Dương Bách Xuyên mà nói,
vòng xoáy cát chảy cố định có thể loại bỏ nguy cơ nuốt người của vòng xoáy cát chảy di chuyển. Hiện tại việc cần làm là nắm bắt thời gian 99 vòng xoáy cát chảy xuất hiện và biến mất, vậy là có thể vượt qua khu vực cát chảy này. Nhưng nắm bắt quy luật thời gian 99 vòng xoáy cát chảy xuất hiện và biến mất không phải chuyện đơn giản. Cho dù quan sát cũng chỉ quan sát và nắm bắt được một phần, càng đi sâu vào trong càng khó nhìn kỹ bởi vì có gió cát. Chẳng may xuất hiện một sai lầm cũng có thể bị cuốn vào vòng xoáy. Đúng lúc này, giọng nói của Chu Điên vang lên sau lưng, sao rồi Dương thiếu gia, có nhìn ra manh mối gì không? Hiện giờ Chu Điên đã coi Dương Bách Xuyên là người nhà họ Dương thế lực siêu cấp phía nam hang ổ thổ phỉ, lời nói tràn đầy cung kính, cũng chuyển xưng hô từ đạo hữu sang thiếu gia. Điều này khiến Dương Bách Xuyên mất tự nhiên, cũng đoán được Chu Điên tưởng mình là đệ tử của thế lực nào đó, nhưng hắn không nói toạc ra. Chỉ cần Chu Điên kính nể hắn là đủ rồi, trái lại còn tiện hơn. Có chút manh mối rồi, ta cần thời gian. Dương Bách Xuyên chăm chú quan sát khu vực cát chảy. Chu Điên coi lời nói của Dương Bách Xuyên là kim chỉ nam, trong lòng càng khẳng định Dương Bách Xuyên xuất thân từ thế lực lớn. Gã cũng từng quan sát dòng xoáy ở Lưu Sa Cốc rồi, nhưng không nhìn ra bất kỳ manh mối nào. Nhìn dáng vẻ chăm chú của Dương Bách Xuyên, Chu Điên thầm cảm thán, dù sao cũng là đệ tử của thế lực lớn, tầm mắt và kiến thức khác hẳn. Chu Điên biết ở các thế lực lớn chưa từng thiếu tài nguyên tu luyện, trong đó có trận pháp các thứ. Đệ tử của những thế lực này không phải người mà đám tiểu tặc như bọn họ có thể sánh được. Có lẽ hôm nay Dương Bách Xuyên thật sự có thể phá Lưu Sa Cốc. Gã thầm nghĩ nếu Dương Bách Xuyên thật sự có thể dẫn mọi người vượt qua dòng xoáy ở Lưu Sa Cốc, thì thân phận của hắn nhất định là người nhà họ Dương thế lực siêu cấp ở hang ổ thổ phỉ. Gã bắt đầu tính toán sau khi đánh bại Lưu Sa Cốc, mình sẽ trao trọn vẹn cho Dương Bách Xuyên để lập công đầu. Đến lúc đó, Hắc Phong Trại bắt được chỗ dựa là nhà họ Dương thế lực siêu cấp ở hang ổ thổ phỉ, từ nay về sau có thể vượt lên thành thế lực nổi bật ở hang ổ thổ phỉ đúng không? Hiện giờ các thế lực siêu cấp như nhà họ Dương không thèm mấy trò đánh cướp, nhưng không có nghĩa là dưới trướng bọn họ không có những thế lực như vậy, cũng cần các thế lực nhỏ như Hắc Phong Trại của gã phục vụ đúng không? Chu Điên suy tính trong lòng, Dương Bách Xuyên quan sát vòng xoáy cát chảy đã đến cực hạn. Phóng tầm mắt quan sát, hắn chỉ nắm được quy luật hoạt động của 30 vòng xoáy cát chảy là đã đến cực hạn, xa hơn nữa thì linh thức không phóng ra được. Mà nhìn bằng mắt thường thì chỉ thấy toàn là bão cát, không có cách nào. Lúc này, dường như Ngô Mặc Thu đã nhìn ra Dương Bách Xuyên đang cố gắng quan sát vòng xoáy cát chảy nhưng lại thấy hắn nhíu mày, nàng bèn hỏi tiên sinh, Thu Nhi có thể giúp được gì không? Ngô Mặc Thu vừa lên tiếng, hai mắt Dương Bách Xuyên lập tức sáng ngời. Hắn thầm mắng sao mình lại quên mất Ngô Mặc Thu trong trạng thái ẩn thân chứ? Mặc dù lực thôn vệ của vòng xoáy cát chảy ở đây mạnh vô cùng, nhưng lại là sức mạnh tự nhiên, là năng lượng thực thể hóa. Mà Ngô Mặc Thu là thể năng lượng quỷ tu, vòng xoáy cát chảy không ảnh hưởng gì tới nàng. Nàng hoàn toàn có thể hóa thành một cơn gió đi lại trong vòng xoáy cát chảy, nắm rõ quy luật thời gian xuất hiện và biến mất của từng vòng xoáy. Hắn mừng rỡ nói trong lòng, Thu Nhi quá được ấy chứ. Chúng ta muốn đi qua khu vực vòng xoáy cát chảy này thì nhất định phải nắm được quy luật 99 vòng xoáy cát chảy nơi này xuất hiện và biến mất, rồi lại xuất hiện xong biến mất. Ta không thể nắm được quy luật của 69 vòng xoáy ở xa, 30 vòng xoáy phía trước ta đã nắm được rồi. Đối với Ngô Mặc Thu, không gì vui vẻ hơn có thể giúp đỡ Dương Bách Xuyên. Lần này nàng ra ngoài nhưng tu vi quá thấp. Còn tự trách mình trở thành gánh nặng của tiên sinh. Không ngờ vẫn có đất cho mình dụng võ. Ngô Mặc Thu vui vẻ nói, tiên sinh yên tâm, Thu Nhi là thể quỷ tu, ta không sợ lực thôn vệ của những vòng xoáy này. Tiên sinh hãy chờ Thu Nhi đi làm rõ chuyện này. Khoan đã, đây là đá không linh, muội hãy dùng linh thức vẽ lại quy luật của vòng xoáy cát chảy mà muội quan sát được. Cẩn thận chút. Dương Bách Xuyên đã ghi lại 30 vòng xoáy mà hắn quan sát và nắm bắt được vào trong đá không linh, bây giờ giao cho Ngô Mặc Thu. Thu Nhi hiểu rồi, tiên sinh chờ tin vui của Thu Nhi nhé. Dứt lời Ngô Mặc Thu bay vào sâu trong vòng xoáy cát chảy. Dương Bách Xuyên thấy quả nhiên lực thôn vệ của vòng xoáy cát chảy không gây tổn thương đến Ngô Mặc Thu. Hắn lập tức thở phào, lòng đầy mong đợi. Cảnh tượng Dương Bách Xuyên lấy đá không linh ra đưa cho Ngô Mặc Thu khiến đám thổ phỉ Chu Điên trợn to mắt. Trong mắt bọn họ,
Dương Bách Xuyên giống như nói chuyện với không khí, hình ảnh rất quái dị. Chỉ có Chu Điên đăm chiêu suy nghĩ, trong lòng chấn động. Gã cho rằng bên cạnh Dương Bách Xuyên vẫn còn cao thủ mà gã không nhìn thấy, thầm cảm thấy may mắn vì lúc trước không xưng lão tử trước mặt Dương Bách Xuyên. Nếu không, e là chỉ riêng cao thủ ẩn núp trong tối không xuất hiện bên cạnh Dương Bách Xuyên cũng có thể giết gã 100 lần rồi. Chu Phi Yến nhìn thấy Dương Bách Xuyên lấy ra một hòn đá không linh, sau đó hòn đá biến mất. Nàng ta đến gần anh trai mình, run rẩy hỏi, ca, có phải bên cạnh Dương Bách Xuyên có quỷ không? Không chỉ thế, Lưu Mắt To và đám thổ phỉ đều nhìn thấy, ai nấy đều dựng lông măng. Ở Sơn Hải giới bọn họ không biết có quỷ tu tồn tại. Đừng nói linh tinh, sau này phải gọi là Dương Thiếu Gia, không được gọi thẳng tên Húy, bên cạnh Dương Thiếu Gia có gì cũng coi như không phát hiện ra biết chưa. Chu Điên nghiêm túc dặn dò Chu Phi Yến. Chu Phi Yến, ồ ồ, muội biết rồi. Còn nữa, hiện tại huynh có thể xác định Dương Thiếu Gia chính là người nhà họ Dương thế lực siêu cấp phía nam hang ổ thổ phỉ. Muội muội à, muội có thể chủ động tiếp cận vị Dương Thiếu Gia này nha, muội hiểu ý huynh chứ. Hai huynh muội nói chuyện, tuy khoảng cách hơi xa nhưng đâu tránh được tai của tên họ Dương nào đó. Khi tên họ Dương nào đó nghe thấy Chu Điên nói với em gái Chu Phi Yến những lời này, suýt chút nữa thì hắn phụt máu. Con mẹ nó còn chơi mỹ nhân kế cơ à? Dương Bách Xuyên không muốn Chu Điên vì lôi kéo mình một đệ tử của thế lực lớn trong mắt gã mà dâng tặng em gái mình. Đúng là thổ phỉ. Hắn thầm đổ mồ hôi trong lòng. Phải biết rằng theo lời Lưu Mắt To nói lúc trước thì Chu Phi Yến thích quân sư đại nhân Độc Cô Hối, đó là đại đồ đệ mà. Giờ phút này Dương Bách Xuyên chỉ hận không thể tát chết Chu Điên. Trong chuyện này hắn không thể nhiều lời, nếu không đến lúc đó bị người ta ăn vạ thì chẳng phải sau này mình sẽ bị đồ đệ hận chết sao. Hạ Lộ ở bên cạnh thấy khóe miệng Dương Bách Xuyên dần giật, nàng nói bằng giọng điệu sâu xa, không ngờ ngươi rất được chào đón. Tất nhiên Hạ Lộ cũng nghe thấy cuộc nói chuyện của huynh muội nhà họ Chu, rất không thức thời trêu chọc Dương Bách Xuyên. Khụ khụ, Dương Bách Xuyên đỏ mặt, hắng giọng nói, đừng nói linh tinh, xong việc ta sẽ tẩn chết Chu Điên. Ha ha, Hạ Lộ cất tiếng cười kỳ dị. Dương Bách Xuyên phát hiện trước đây ở trái đất Hạ Lộ ít nói ít cười, không ngờ nhiều năm không gặp, bây giờ nàng cũng biết nói đùa rồi. Và lại, sao nghe giọng điệu có vẻ ghen tị thế nhỉ? Lúc này tên họ Dương nào đó chỉ có thể giả câm vờ điếc. Nhưng lại nghe thấy giọng nói giận dữ của Chu Phi Yến, huynh có phải ca ca ruột của muội không vậy? Huynh muốn bán muội đổi tiền đồ đấy à? Đừng hòng nhé. Con bé ngu ngốc này, Dương Thiếu Gia khả năng cao là người nhà họ Dương phía nam đấy, chưa biết chừng còn xuất thân dòng chính. Nếu muội có thể làm hắn rung động thì cuộc sống sau này của Hắc Phong trại sẽ tốt hơn. Đừng mơ. Huynh muội hai người nhỏ giọng cãi nhau ở đằng xa, Dương Bách Xuyên nghe một lúc rồi lắc đầu, không quan tâm nữa. Hắn nhìn về phía trước, trông thấy Ngô Mặc Thu đã trở về. Tiên sinh, may mắn hoàn thành nhiệm vụ, ta đã ghi lại quy luật của vòng xoáy cát chảy vào trong đá không linh, bây giờ có thể vượt qua rồi. Khi nói chuyện Ngô Mặc Thu đã xuất hiện bên cạnh Dương Bách Xuyên, nhưng không hiện thân. Muội vất vả rồi, Dương Bách Xuyên nhận đá không linh, kiểm tra một phen. Quả nhiên bên trong là hình ảnh ghi lại từng vòng xoáy cát chảy. Lúc nào thì vòng xoáy cát chảy xuất hiện và biến mất, sau đó lại xuất hiện rồi tiếp tục biến mất, duy trì bao lâu. Đều ghi lại rõ ràng. Sau khi xem xong, Dương Bách Xuyên khẳng định về cơ bản không có vấn đề gì. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, hắn ngẫm nghĩ, sau đó nói với Chu Điên, trại chủ Chu, ta đã tìm được quy luật của vòng xoáy cát chảy, bây giờ cần tìm một người đi dò đường. Dương Bách Xuyên vừa nói vừa kích hoạt chân khí trên đá không linh, tức thì hình chiếu quy luật của vòng xoáy cát chảy được Ngô Mặc Thu ghi lại xuất hiện trước mặt mọi người. Có thể nhìn rõ từng vòng xoáy cát chảy, thời gian biến mất và xuất hiện cũng rõ ràng. Dương Bách Xuyên bảo đám thổ phỉ Chu Điên nhìn kỹ và ghi nhớ. Đây là biện pháp duy nhất để vượt qua vòng xoáy cát chảy. Tất cả đều là thổ phỉ có tu vi trong người, ghi nhớ cái này không thành vấn đề. Không lâu sau bọn họ đều tỏ ý đã ghi nhớ trong đầu. Sau đó, Chu Điên chỉ đích danh một thổ phỉ, Trương Tam, người đi dò đường. Trương Tam bị điểm danh khẽ run lên, mặc dù Dương Bách Xuyên nói không có vấn đề gì, nhưng dù sao cũng chỉ là lý luận chưa được thực hành, Chu Điên bắt y đi thí nghiệm đây mà.
Trương Tam chỉ là một thổ phỉ thấp cổ bé họng, nào dám làm trái mệnh lệnh của trại chủ, cho dù là hố lửa cũng chỉ có thể nhảy xuống. Y run rẩy gật đầu, sau đó đi đến vòng xoáy cát chảy. Ít nhiều gì Dương Bách Xuyên cũng hơi mủi lòng, nhưng hắn không nói thêm điều gì. Con đường tu chân vốn là một con đường không biết trước, bất cứ ai đều có thể gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, hắn vẫn dặn dò Trương Tam, đừng căng thẳng, nhớ kỹ quy luật trong hình chiếu thì không có vấn đề gì đâu. Cảm ơn Dương thiếu gia chỉ bảo, ta đi đây. Trương Tam chắp tay, lập tức bước vào trong vòng xoáy cát chảy. Sau khi thấy Trương Tam thành công đi qua vòng xoáy cát chảy thứ nhất, Dương Bách Xuyên hoàn toàn yên tâm. Hắn biết chắc hẳn không có vấn đề gì, bây giờ chỉ cần chờ Trương Tam trở về là đại đội có thể đi qua. Nửa tiếng sau, Trương Tam hí hửng trở về. Thần kỳ quá trại chủ ơi! Đi theo bản đồ hình chiếu của Dương thiếu gia không có vấn đề gì hết. Sau khi trở về, Trương Tam nói với Chu Điên. Tốt lắm, tất cả các huynh đệ vượt qua Lưu Sa Cốc thôi nào. Sau khi đánh bại Lưu Sa Cốc, giết Thảo Thượng Phi, tài nguyên thiên tài địa bảo tùy mọi người hưởng. Chu Điên nói xong, gần 500 thổ phỉ lao về phía vòng xoáy cát chảy. Dương thiếu gia, chúng ta cũng đi thôi. Mời trại chủ Chu. Sau một hồi khách sáo, tất cả mọi người đều đã tiến vào vòng xoáy cát chảy. Hơn 10 phút sau, trong tầm mắt Dương Bách Xuyên thấy rõ còn hơn mấy chục mét nữa là vượt qua vòng xoáy cát chảy. Nhưng không ngờ lúc này phía trước vang lên tiếng kêu gào thảm thiết. Thổ phỉ phía trước bị tấn công. Không cần hỏi cũng biết là thổ phỉ Lưu Sa Cốc đã phát hiện. Mau xông lên, nếu không tất cả chúng ta sẽ bỏ mạng ở đây. Giọng nói của Chu Điên vang lên đằng trước. Mặt Dương Bách Xuyên cũng biến sắc, chuyện hắn lo lắng nhất đã xảy ra, e là lúc bọn họ đi qua vòng xoáy cát chảy đã bị thổ phỉ Lưu Sa Cốc phát hiện, cuối cùng vẫn không thể tránh được. Ầm ầm ầm. Từng tiếng ầm ầm vang lên xen lẫn tiếng kêu la thảm thiết. Cả Lưu Sa Cốc tràn đầy sóng linh khí ngập trời. Chu Điên to gan dám xông vào Lưu Sa Cốc, các huynh đệ giết cho ta, giết sạch đám tạp chủng này. Một giọng nói vô cùng hùng hậu vang lên. Thảo Thượng Phi bắt quân sư của ta, hôm nay lão tử san bằng Lưu Sa Cốc của ngươi. Các huynh đệ xông lên, tiếng mắng chửi không hề yếu thế của Chu Điên vang lên. Dương Bách Xuyên nhìn theo hướng giọng nói phát ra. Một thanh niên áo trắng đứng trên cồn cát cách đó hơn 100 mét, xem ra là hãn phỉ Thảo Thượng Phi, cũng là mục tiêu nhiệm vụ lần này của hắn. Mặc dù tình huống có vẻ nguy hiểm, nhưng Dương Bách Xuyên không lo lắng. Dù sao thương vong cũng là thổ phỉ. Thổ phỉ Lưu Sa Cốc đều đứng ở đằng xa tấn công người của Chu Điên. Dương Bách Xuyên nói với Hạ Lộ, chúng ta qua đó. Hạ Lộ gật đầu tỏ ý đã biết. Dương Bách Xuyên ra lệnh cho hai con hỏa vân khuyển. Hai con hỏa vân khuyển lập tức hóa thành ngọn lửa bay đi, nháy mắt đã xông ra ngoài vòng xoáy cát chảy. Lúc này Chu Điên đã dẫn người lao ra ngoài, đánh nhau với thổ phỉ của Lưu Sa Cốc. Dương Bách Xuyên và Hạ Lộ cưỡi hỏa vân khuyển xông thẳng đến chỗ hãn phỉ Thảo Thượng Phi. Giống bức tranh nhiệm vụ ở điện mạo hiểm, thanh niên áo trắng chính là Thảo Thượng Phi. Dương Bách Xuyên đã hợp tác với Hắc Phong Trại, tất nhiên sẽ không ra sức. Chu Điên rất gian xảo. Sau khi xông ra khỏi vòng xoáy cát chảy, gã không đến chỗ Thảo Thượng Phi ngay, mà dẫn người chiến đấu với đám thổ phỉ Lưu Sa Cốc. Sao Dương Bách Xuyên lại không đoán được tâm tư của Chu Điên kia chứ? Ý gã là mọi người hợp tác, ta đối phó với 800 thổ phỉ Lưu Sa Cốc, Dương Bách Xuyên người phải đối phó với Thảo Thượng Phi, không thể không làm gì đúng không? Dương Bách Xuyên không so đo với tính toán của Chu Điên. Dù sao trong mắt Dương Bách Xuyên, hãn phỉ Thảo Thượng Phi là kẻ không chuyện ác nào không làm, cũng là mục tiêu nhiệm vụ của hắn, là người hắn phải giết. Mặt khác, sau khi trấn áp Thảo Thượng Phi, hắn còn phải tìm tung tích của đồ đệ nữa. Dương Bách Xuyên và Hạ Lộ cưỡi hỏa vân khuyển xông thẳng đến chỗ Thảo Thượng Phi, cảnh tượng này khiến Chu Điên yên tâm hơn nhiều. Gương mặt trở nên dữ tợn, gã chém giết thổ phỉ Lưu Sa Cốc. Vừa rồi bị thổ phỉ Lưu Sa Cốc đánh lén, hơn 100 huynh đệ Hắc Phong Trại mất mạng, hiện tại Chu Điên đang ở trạng thái nổi điên. Hãn phỉ Thảo Thượng Phi mặc đồ trắng vốn nổi giận đùng đùng muốn lao đến chỗ Chu Điên. Ai ngờ vừa mới xoay người liền trông thấy một chàng trai tóc trắng và một cô gái cưỡi hỏa vân khuyển bay đến.
Thảo Thượng Phi kinh hãi vì phát hiện ra chàng trai tóc trắng là tu sĩ cảnh giới xuất khiếu hậu kỳ, cô gái là cảnh giới xuất khiếu trung kỳ, hai con hỏa vân khuyển cũng có khí tức cảnh giới xuất khiếu. Gã ta biết rõ Chu Điên của Hắc Phong trại không thể có cao thủ cỡ này, vậy những người này là ai? Tuy nhiên, Thảo Thượng Phi không phải người bình thường, kinh ngạc thì kinh ngạc đấy, nhưng gã ta không sợ. Thấy Dương Bách Xuyên và Hạ Lộ cưỡi hỏa vân khuyển đến, gã ta lớn tiếng hỏi, chắc hẳn hai vị đạo hữu không phải là người của Hắc Phong trại nhỉ? Xin hỏi quê quán ở đâu, làm nghề gì, Thượng Phi ta từng đắc tội các ngươi sao? Khi nói chuyện đôi mắt tam giác nheo lại, ánh mắt tham lam đảo qua người Hạ Lộ, trong mắt lóe lên tia sáng, miệng nở nụ cười dâm dê. Gã ta phát hiện đối phương là một yêu tu. Dương Bách Xuyên đang định hỏi chuyện về hai đồ đệ, không ngờ thằng chó này lại dùng ánh mắt háo sắc nhìn Hạ Lộ. Hắn lập tức nổi giận, bay lên hét to, giết. Ánh nhìn dâm dục của Thảo Thượng Phi đối với Hạ Lộ khiến lửa giận trong lòng Dương Mỗ dâng cao ngút trời, vốn hắn còn định thương lượng, giờ đã nhìn ra tên này thiếu đánh. Không giết, không thoải mái. Thảo Thượng Phi nheo mắt lại. Gã ta làm hãn phỉ giang hồ đã lâu, đương nhiên cũng cảm nhận được sát khí từ trên người Dương Bách Xuyên. Chẳng qua không ngờ đối phương lại không làm theo bài bản, chưa nói năng gì đã ra tay. Không thể thương lượng, Thảo Thượng Phi cũng nổi giận. Trong mắt gã ta, Dương Bách Xuyên cùng lắm chỉ là xuất khiếu cảnh hậu kỳ, bản thân cũng là xuất khiếu cảnh hậu kỳ nhưng không ai biết gã ta đã bước vào đại viên mãn từ 10 năm trước rồi. Xuất khiếu cảnh hậu kỳ và đại viên mãn. Nhìn qua chỉ chênh một cảnh giới nhỏ nhưng thật ra đại viên mãn thừa năng lực áp chế hậu kỳ. Vì thế mặc dù bên người Dương Bách Xuyên còn có một nữ tử xuất khiếu cảnh và hai đầu hỏa vân khuyển, gã ta chẳng lo lắng chút nào. Nhìn Thảo Thượng Phi vẫn bình tĩnh ung dung như cũ, Dương Bách Xuyên lạnh lùng chém ra một kiếm, tên này rõ tự tin, tuy nhiên hắn lại là chuyên gia thu thập mấy thể loại tự tin mù quáng này. Đồ long kiếm trên tay điều động 6 phần huyền hoàng kiếm khí. Thúc giục chân khí, dùng hết sức lực chém xuống một kiếm. Thảo Thượng Phi cũng không phải đèn cạn dầu, trong tay bỗng lóe hào quang xuất hiện nửa khúc gỗ khô đét màu vàng đất như bị sét đánh, lạnh lùng hừ một tiếng trước khí thế hùng hổ của Dương Bách Xuyên, phong lôi xuất kích. Răng rắc. Khiến Dương Bách Xuyên chấn động là nửa khúc gỗ khô trong tay tên này lại có thể phát ra lực lượng phong lôi. Chỉ trong nháy mắt, hắn thấy khúc gỗ khô trong tay Thảo Thượng Phi lóe ra một lưỡi dao gió. Phía trên còn có sấm sét chớp lóe. Ầm một tiếng va chạm với đồ long kiếm. Một giây sau, Dương Bách Xuyên rơi xuống mặt đất, tay cầm kiếm không ngừng run rẩy, vẻ mặt đầy khiếp sợ. Hắn không ngờ nửa khúc gỗ khô này phát ra lực lượng phong lôi trộn lẫn có thể ảnh hưởng đến mình. Phải biết rằng Dương Bách Xuyên có thể chuyển hóa lực lượng lôi điện và phong nhận đấy, lúc trước khi đột phá kim đan đại viên mãn, kim đan của hắn sáng lên những đường vân độc đáo. Hắn nhớ rõ lúc ấy sư phụ Vân Thiên Tà đã nói, mỗi đường vân đại diện cho một loại lực lượng hắn có thể hấp thu trong tương lai. Nói cách khác, hắn có thể hấp thu và chuyển hóa lực lượng phong lôi, hơn nữa trong cơ thể cũng cất giữ lôi kiếp, theo lý thuyết thì lực lượng phong lôi đến từ bên ngoài không xi nhê gì với hắn. Nhưng vừa rồi nửa khúc gỗ khô trong tay Thảo Thượng Phi thật sự phát ra lực lượng phong lôi hóa giải 6 phần huyền hoàng kiếm khí dung hợp với chân khí trong đồ long kiếm của hắn. Hơn nữa còn tiến thẳng vào trong cơ thể. Cũng may nhờ có kim đan thập toàn thập mỹ, sau khi lực phong lôi của đối phương tiến vào trong cơ thể, nháy mắt đã bị Nguyên Anh cắn nuốt, cuối cùng chỉ bị hoảng sợ chứ không gặp nguy hiểm. Mặt khác, hắn giật mình nhận ra tu vi của Thảo Thượng Phi không phải là xuất khiếu cảnh hậu kỳ như Chu Điên nói. Giờ khắc này gã ta vừa ra tay, hắn mới phát hiện Thảo Thượng Phi đã là xuất khiếu cảnh đại viên mãn, ngược lại hơi ngoài dự đoán. Chẳng qua cũng không có gì phải quá ngạc nhiên, có ai giữ nguyên tu vi gần chục năm đâu chứ. Ánh mắt Dương Bách Xuyên lập tức sáng lên, nhìn nửa khúc gỗ khô trong tay Thảo Thượng Phi chằm chằm. Hiện tại hắn suy đoán nhất định khúc gỗ khô trong tay Thảo Thượng Phi là gỗ tiên thiên thai nghén ở phong lôi chi địa, có được thuộc tính phong lôi, nếu lấy ra luyện khí chắc chắn có thể luyện thành một kiện pháp khí linh bảo tiên thiên cường đại. Lúc này, Dương Bách Xuyên qua cơn khiếp sợ. Hai mắt lóe ra ánh sáng xanh. Trong lòng Thảo Thượng Phi cũng hoảng hốt không kém Dương Bách Xuyên bao nhiêu, nửa khúc gỗ khô trong tay gã ta là bảo bối giành được ở nơi nào đó trong sa mạc, trong gỗ khô mang theo lực lượng lôi điện, dùng để chiến đấu vô cùng lợi hại,
thậm chí gã ta dựa vào gỗ khô này chưa bao giờ thất bại trong việc chiến đấu vượt cấp. Thế nhưng bây giờ khi đối mặt với Dương Bách Xuyên, gã ta lại không chiếm được ưu thế gì. Dựa theo quá khứ, Dương Bách Xuyên lúc này đã bị đánh ngã xuống đất hoặc bay ra xa, thế nhưng Thảo Thượng Phi phát hiện, đối phương chỉ có một biểu hiện là run tay. Cảnh này khiến tâm trạng Thảo Thượng Phi trùng xuống, gã ta biết sợ rằng lần này gặp phải kẻ địch cường đại rồi, huống chi bên cạnh còn có một nữ yêu tu và hai đầu hỏa vân khuyển như hổ rình mồi. Đây không phải là dấu hiệu tốt. Nhưng nhìn cảnh giới của Dương Bách Xuyên, cuối cùng cũng an ủi Thảo Thượng Phi được một chút, gã ta là xuất khiếu cảnh đại viên mãn, Dương Bách Xuyên chỉ là xuất khiếu cảnh hậu kỳ, dựa vào chênh lệch này, gã tự tin có thể thắng Dương Bách Xuyên. Cũng không biết tiểu tử này có lai lai gì nhỉ. Tiểu tử, báo tên đi, nếu không đến lúc làm quỷ vô danh dưới tay lão tử thì đừng có khóc lóc. Gã ta nhìn Dương Bách Xuyên chòng chọc, chậm rãi lên tiếng. Dương Bách Xuyên cười lớn, hắn biết trong lòng Thảo Thượng Phi đã bắt đầu sợ hãi, ngươi sợ rồi. Thảo Thượng Phi cười khẩy, lúc lão tử tung hoành đại mạc ngươi còn đang bú sữa mẹ, sao có thể sợ hãi nít danh trốn dưới váy mẹ như ngươi. Giết ngươi dễ như trở một bàn tay. Dương Bách Xuyên nheo mắt, rất tốt, ta thích thu thập mấy tên ưa giả vờ như lắm đấy, tiểu ra xem ngươi vờ vịt đến mức nào. Dứt lời, tinh thần hắn khẽ động, nguyên thần xuất khiếu. Thoáng chốc, hai nguyên thần một âm một dương cao chín trượng xuất hiện phía sau lưng. Hợp. Dứt lời, hai nguyên thần của Dương Bách Xuyên nhanh chóng dung hợp với nhau. Một màn khiến Thảo Thượng Phi vô cùng chấn động, gã ta hoảng hốt la lên, ngươi, ngươi là xuất khiếu cảnh đại viên mãn. Sở dĩ Thảo Thượng Phi hỏi như vậy là vì mỗi một tu sĩ xuất khiếu cảnh đều biết, muốn dung hợp M Dương Nguyên Thần nhất định phải đạt tới cảnh giới đại viên mãn mới làm được. Âm Dương Nguyên Thần của Dương Bách Xuyên hợp làm một trong nháy mắt, lọt vào mắt Thảo Thượng Phi là bản lĩnh chỉ xuất khiếu cảnh đại viên mãn mới có thể thi triển. Thế nhưng một giây sau, thấy ngũ quan nguyên thần của Dương Bách Xuyên vẫn không rõ ràng như cũ, gã ta càng khó hiểu. Ai cũng biết sau khi tu vi đạt tới xuất khiếu cảnh đại viên mãn, M Dương Nguyên Thần có thể cùng xuất khiếu, cũng cao chín trượng, đặc điểm rõ ràng nhất là hư ảnh nguyên thần hư ảnh có thực thể. Nhưng mà ngũ quan hai nguyên thần đã dung hợp của tiểu tử này vẫn mơ hồ như trước, Thảo Thượng Phi cũng cảm giác được đối phương thật sự chỉ là xuất khiếu cảnh hậu kỳ chứ không phải đại viên mãn. Nhưng tiểu tử này lại có thể thi triển M Dương Nguyên Thần dung hợp, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thảo Thượng Phi sững sờ. Chẳng qua giờ phút này gã ta có nghĩ không ra cũng không có thời gian để nghĩ nữa, bởi vì đối phương không cho gã ta cơ hội đó nguyên thần vừa xuất khiếu đã giết tới. Trong mắt Dương Bách Xuyên, sắc mặt Thảo Thượng Phi biến đổi liên tục, rõ ràng là bị nguyên thần xuất khiếu của hắn dọa sợ đây mà, hắn muốn chính là loại hiệu quả này. Nhân cơ hội ra đòn sát thủ mới là chuyện ưu tiên hàng đầu. Hắn có tu vi xuất khiếu cảnh hậu kỳ, có căn cơ cường đại, có kim đan thập toàn thập mỹ tiến hóa thành nguyên anh tọa trấn nơi đan điền, đấu ngang tay với viên thiên cương phân thần cảnh sơ kỳ đấy. Giờ còn không thể giải quyết được một tên xuất khiếu cảnh đại viên mãn chỉ cao hơn hắn một cảnh giới nhỏ ư. Tay trái xuất ra thần thông thủ cốt, tay phải vung mạnh đồ long kiếm, hư ảnh nguyên thần tung ra từng trưởng mang theo lửa thần hồn biến dị. Lúc này đây, Dương Bách Xuyên đã dùng hết toàn lực, không hề nương tay. Thảo Thượng Phi giận dữ giống lên, nguyên thần xuất khiếu, chết cho ta. Cùng lúc đó, sau lưng gã ta có hiện lên nguyên thần cao chín trượng. Nhìn qua như một Thảo Thượng Phi bản phóng to đã được thực thể hóa. Lực lượng thần hồn cường thế bộc phát ra, hai tay nắm chặt nửa khúc gỗ khô tỏa ra ánh sáng chói mắt, hét lớn, phong lôi hóa hình, thiên lôi, cương phong, đi. Đối mặt với công kích của Dương Bách Xuyên, Thảo Thượng Phi không dám lờ đễnh một chút nào, bởi vì gã ta cảm nhận được khí tức của đối phương không hề thua kém xuất khiếu cảnh đại viên mãn, thậm chí còn thoáng vượt qua. Lần này mặc kệ là Dương Bách Xuyên hay Thảo Thượng Phi, ai cũng bộc lộ hết sức mình, không dám sơ sẩy, cũng không dám khinh thường. Hai bản tôn đối đầu với nhau, nguyên thần đối đầu với nguyên thần. Tuy nguyên thần của Dương Bách Xuyên vẫn chưa đạt đến cảnh giới đại viên mãn nhưng từ khi bước vào xuất khiếu cảnh thì đã bắt đầu xảy ra biến dị. Mà nguyên thần của Thảo Thượng Phi đúng là xuất khiếu đại viên mãn, đã có thực thể. Xét về chân khí. Đan điền của Dương Bách Xuyên lớn hơn người thường gấp mấy lần, mạnh hơn Thảo Thượng Phi rất nhiều,
hiện tại ai mạnh ai yếu sẽ nhanh chóng xác định. Từng tiếng ầm ầm liên tiếp vang lên, hai người đánh nhau tạo ra động tĩnh vô cùng to lớn, dấy lên gió cát hùng mạnh khắp nơi. Bỗng nhiên xuất hiện một trận dao động năng lượng rất lớn, bùm một tiếng khuếch tán ra, ép Hạ Lộ và hai đầu Hỏa Vân Khuyển đứng bên cạnh xem cuộc chiến phải nhanh chóng lùi về phía sau. Khụ khụ khụ. Trong cát bụi mù mịt, Hạ Lộ nghe được một tràng tiếng ho khan kịch liệt, không thể phân biệt là tiếng của Dương Bách Xuyên hay Thảo Thượng Phi, rõ ràng đã bị trọng thương. Hạ Lộ vốn định đi hỗ trợ nhưng Dương Bách Xuyên không mở miệng, nàng e ngại đến lòng tự tôn của nam nhân nên vẫn luôn đứng ngoài quan sát. Bây giờ nghe được tiếng ho khan, nàng không nhịn được nữa, dưới chân khẽ nhúc nhích, vọt vào trong cát bụi. Hạ Lộ, ta có thể, ngươi và Thu Nhi đi tìm người giúp ta. Khi Hạ Lộ vừa mới xông vào bên trong cát bụi, giọng nói của Dương Bách Xuyên lập tức vang lên bên tai nàng, nàng ngây người, không ngờ Dương Bách Xuyên lại không cần mình hỗ trợ. Nhưng nghe giọng nói của Dương Bách Xuyên thì hình như hắn không phải là người bị thương, còn về phần người mà hắn nói muốn tìm, đương nhiên Hạ Lộ biết đó là hai đồ đệ của hắn, Độc Cô Hối và Vũ Kiếm. Được, vậy ngươi nhớ cẩn thận, nếu Dương Bách Xuyên không cần nàng hỗ trợ, vậy chắc chắn là hắn đã nắm chắc thành công trong tay. Tiên sinh cẩn thận nhé. Ngô Mặc Thu đáp lại một tiếng, xuất hiện ở bên cạnh Hạ Lộ, hai người xoay người chuẩn bị tiến sâu vào sơn cốc. Đi vào bên trong chính là hang ổ của Thảo Thượng Phi. Hạ Lộ chưa từng gặp Độc Cô Hối và Vũ Kiếm nhưng Ngô Mặc Thu lại rất quen. Còn về phần Dương Bách Xuyên, quả thật hắn không chịu thiệt, vừa rồi khi hai bên cứng đối cứng với nhau, hắn chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Không cho Hạ Lộ hỗ trợ là bởi vì hắn muốn rèn giũa bản thân nhiều hơn, mãi mới gặp được một người ngang tài ngang sức, cũng không thể bỏ qua dễ dàng vậy được. Tình huống hiện tại là hắn lấy tu vi xuất khiếu cảnh hậu kỳ đối chiến với xuất khiếu cảnh đại viên mãn, trong cuộc chiến vượt cấp một cảnh giới nhỏ vừa rồi, hắn chiếm ưu thế hơn. Khi một cơn gió nhẹ thoảng qua, cát bụi tan đi, trong tầm mắt của Dương Bách Xuyên xuất hiện Thảo Thượng Phi đang ở cách hắn hơn 20 mét. Chỉ thấy dưới chân gã ta có một vũng máu lớn, sắc mặt tái nhợt, nguyên thần sau lưng cũng biến mất không thấy tăm hơi. Đương nhiên hư ảnh nguyên thần của Dương Bách Xuyên cũng mới quay trở lại cơ thể sau trận chiến vừa rồi. Xét về thực lực, Dương Bách Xuyên biết mình mạnh hơn Thảo Thượng Phi một chút. Lúc này trong lòng hắn đã hạ quyết tâm, híp mắt nhìn Thảo Thượng Phi nói, thổ phỉ Thảo Thượng Phi cũng chỉ có vậy thôi. Thảo Thượng Phi sầm mặt lau vết máu trên khóe miệng, nói thằng nhãi nhà ngươi rất kỳ quặc mà cũng rất mạnh, không ngờ một tên với tu vi xuất khiếu cảnh hậu kỳ lại có thể hợp nhất nguyên thần âm dương. Sợ là từ xưa đến nay ngươi chính là người đầu tiên. Nhưng mà, nếu ngươi thật sự cho rằng mình có thể đánh bại Gia Gia bằng chút mánh khóe này, vậy ngươi cũng quá coi thường uy danh của Thảo Thượng Phi ta rồi. Hay lắm, hôm nay Gia Gia sẽ cho ngươi được chiêm ngưỡng cái gọi là Thảo Thượng Phi. Lời vừa dứt, Dương Bách Xuyên chỉ thấy thân thể của Thảo Thượng Phi vèo cái biến thành tàn ảnh rồi biến mất tại chỗ, nhưng ngay sau đó lại xuất hiện ngay trước mặt hắn. Khô mộc trong tay gã ta mang theo hơi thở vô cùng mạnh mẽ bỗng nhiên đâm thẳng về phía hắn. Hừ, chết đi. Thảo Thượng Phi với vẻ mặt hung ác lộ ra một nụ cười gần dữ tợn, đâm thẳng khô mộc vào trán của Dương Bách Xuyên chỉ trong một kích. Nhưng mà giây tiếp theo, sắc mặt của Thảo Thượng Phi lại lập tức thay đổi. Gã ta cảm thấy không đúng lắm, bởi vì sau khi khô mộc trong tay gã ta đâm vào trán Dương Bách Xuyên lại không xuất hiện cảnh tượng óc bắn tứ tung. Cảm giác trên tay cũng hơi sai sai. Gã ta biết ngay là đã xảy ra vấn đề lớn, nhanh chóng rút lui. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói cười cợt vang lên sau lưng gã ta, gần như kề sát bên tai, thì ra uy danh của Thảo Thượng Phi chính là tốc độ. Ha ha, nhưng mà chút tốc độ này của ngươi quả thật không là cái thá gì ở trước mặt tiểu gia đây. Thời khắc này, Thảo Thượng Phi bị dọa sợ tới mức suýt chút nữa nguyên thần xuất khiếu. Nhưng quá trễ rồi. Bộp. Phụt. Lúc trượt xuống, sau lưng Thảo Thượng Phi ăn một đòn nghiêm trọng, gã ta há mồm phun một ngụm máu tươi, hơn nữa thân thể còn trực tiếp bay thẳng ra ngoài. Ngay từ đầu, sau khi Dương Bách Xuyên nhìn thấy thân mình Thảo Thượng Phi biến mất, hắn lập tức hiểu được uy danh trong lời gã ta nói chính là tốc độ. Thảo Thượng Phi ấy à, chẳng phải là chỉ tốc độ đấy à. Nhưng ở trong mắt người nào đó họ Dương, tốc độ của Thảo Thượng Phi chính là một trò cười. Tốc độ của cái tên thổ phỉ này cũng chỉ ngang với tốc độ của Hoa Liễu Tường,
huynh đệ kết bái Trịnh Nho Nhã thôi. Nếu dùng để đối phó những tu sĩ khác, nói không ngoa thì tốc độ này có thể nói là vô địch khi đối chọi với người cùng cảnh giới. Nhưng đáng tiếc là gã ta lại xui xẻo gặp phải người nào đó họ Dương tu luyện chỉ xích thiên nhai công. Hiện tại thân pháp chỉ xích thiên nhai công của người nào đó họ Dương cực kỳ thần thông, đã tu luyện tới ngưỡng lưu quang cảnh, nhanh gấp đôi Thảo Thượng Phi. Cái tên thổ phỉ này muốn dùng tốc độ để giết người ở trước mặt người nào đó họ Dương, quả thực chính là đang múa rìu qua mắt thợ. Không thua mới là lạ. Quỳnh. Cát bụi tung bay, Thảo Thượng Phi nện thẳng vào trong sa mạc. Dương Bách Xuyên cười lạnh bước lên một bước, xuất hiện ở bên cạnh Thảo Thượng Phi, dẫm một chân lên trước ngực Thảo Thượng Phi. Đây là uy danh của ngươi ư. Học. Cú đánh từ phía sau của Dương Bách Xuyên đã khiến Thảo Thượng Phi bị thương nặng, hơn nữa còn bị dẫm thêm một chân dẫn tới xương ngực đều gãy hết. Gã ta sợ hãi. Cảm thấy cực kỳ sợ hãi, chưa bao giờ nghĩ cái chết lại cận kề đến thế. Thân pháp thần thông mà gã ta vẫn luôn lấy làm tự hào cho tới nay, hôm nay ở trước mặt Dương Bách Xuyên coi như đã hiểu thấu được cái gì gọi là múa rìu qua mắt thợ. Nghe được lời nói lạnh lùng của Dương Bách Xuyên, Thảo Thượng Phi hoảng sợ cầu xin, đừng giết ta. Dương Bách Xuyên muốn cười, loại thổ phỉ gì vậy? Bất cứ ai khi đối mặt với tử vong thì đều sẽ thấy rén hết. Mà đúng lúc này, nơi xa có tiếng run run kèm theo tiếng khóc nức nở truyền đến, sư phụ. Hai tiếng liên tiếp vang lên. Dương Bách Xuyên quay đầu nhìn, là Hạ Lộ và Ngô Mặc Thu quay về, trên lưng hai con hỏa vân khuyển cõng theo hai thanh niên cả người bê bết máu, tóc tai rũ rượi. Nhìn kỹ chẳng phải chính là hai đồ đệ nhà mình đấy à? Đại đồ đệ Độc Cô Hối và tam đồ đệ Vũ Kiếm. Khi Dương Bách Xuyên thấy rõ tình trạng của hai đồ đệ, sắc mặt của hắn lập tức thay đổi, tứ chi lẫn gân cốt tay chân của cả hai người đều đứt gãy hết. Điều may mắn duy nhất chính là đan điền của hai người vẫn còn đó. Nhìn thấy tình trạng thảm thiết của hai đồ đệ, Dương Bách Xuyên nhìn về phía Thảo Thượng Phi bằng ánh mắt như đao, không cần hỏi cũng biết là do cái tên thổ phỉ Thảo Thượng Phi này làm ra. Đừng giết ta, ngươi không thể giết ta, ta là người của Nghiêm gia ở phía đông. Ngươi giết ta Nghiêm gia sẽ không bỏ qua cho. Thảo Thượng Phi cảm nhận được sát ý gần như hóa thành thực thể của Dương Bách Xuyên, hơn nữa hai người Độc Cô Hối vừa xuất hiện lại gọi hắn là sư phụ, gã ta biết ngay người đầu bạc này đã sinh ra ý định giết người, bởi vậy lập tức xin tha. Thậm chí còn lôi Nghiêm gia cường đại đứng sau lưng ra nữa. Nhưng gã ta đã uy hiếp sai người rồi. Dương Bách Xuyên ghét nhất là có người uy hiếp hắn, huống chi hai đồ đệ nhà mình còn bị cái tên thổ phỉ này chặt đứt gân cốt tứ chi. Về công về tư, Dương Bách Xuyên đều phải giết Thảo Thượng Phi. Hắn cũng mặc kệ Nghiêm gia chó má gì gì đó, Thảo Thượng Phi phải chết, cứ xả giận cho hai đồ đệ trước đã rồi nói sau. Ngay khi Thảo Thượng Phi đang xin tha còn chưa kịp phun ra nốt một chữ ngươi, Dương Bách Xuyên vận chuyển chân khí dùng một chân kết liễu tính mạng của Thảo Thượng Phi. Giơ tay chém xuống một nhát, trực tiếp chặt bỏ đầu của gã ta rồi nhét vào chữ tồn giới chỉ. Hắn cần phải mang theo đầu của Thảo Thượng Phi tới điện mạo hiểm để hoàn thành nhiệm vụ đổi lấy bản đồ Châu Tây Sơn. Ngay sau đó hắn bước đến trước mặt hai đồ đệ. Sư phụ. Độc Cô Hối và Vũ Kiếm nhìn thấy Dương Bách Xuyên thì nước mắt lập tức chảy ròng ròng. Năm đó bọn họ chia ly tại bí địa trường Bạch Tính đến nay cũng đã mười mấy năm rồi. Hai người không có ngày nào là không nghĩ đến sư phụ và mọi người trong sư môn. Cuối cùng hôm nay thầy trò bọn họ cũng được đoàn tụ. Hai người gắng cự quậy muốn ngồi dậy nhưng vì gân cốt tay chân đều đứt gãy hết rồi nên chỉ có thể ngẩng đầu. Dương Bách Xuyên cũng đỏ bừng mắt, nói, há mồm. Hắn khẽ búng tay, hai giọt nước sinh mệnh tiến vào trong miệng hai người. Chỉ cần có nước sinh mệnh, vết thương của bọn họ sớm muộn cũng sẽ hồi phục. Sau đó Dương Bách Xuyên lấy hai cái ghế sofa lớn từ trong không gian càn khôn ra. Đặt hai người họ lên trên đó. Ba thầy trò ngồi ôn chuyện. Nửa tiếng sau, Dương Bách Xuyên mới hiểu được năm đó sau khi bí địa trường Bạch sụp đổ, hai đồ đệ đã cùng xuất hiện trong ổ thổ phỉ Tây Sa Chu, lúc ấy tu vi không đủ, suýt chút nữa chết trong sa mạc, là huynh muội Chu Điên phát hiện rồi cứu hai người bọn họ. Từ đó về sau hai bọn họ đã định cư tại núi Hắc Phong. Về phần thân phận quân sư của Độc Cô Hối, hoàn toàn là khoác loác mà ra.
Tính cách độc cô hối hiếu động, ngược lại thì vũ kiếm lại như hũ nút. Nhưng từ nhỏ vũ kiếm đã trải qua nhiều điều, có kinh nghiệm buôn bán, trong lòng cũng có rất nhiều ý tưởng. Sau khi định cư tại Hắc Phong Trại, hai người bắt đầu nghĩ tới việc đề cao tu vi để một ngày nào đó sau khi đề cao được tu vi rồi, bọn họ sẽ ra khỏi Châu Tây Sơn tìm đường trở về, đi tìm sư phụ. Cho nên hai người lập tức nghĩ cách ra mặt trong Hắc Phong Trại, Vũ Kiếm nghĩ kế sau lưng còn Độc Cô Hối thì đứng ra truyền đạt, bấy giờ mới từng bước tiến lên vị trí quân sư. Còn về việc xuất hiện trong Lưu Sa Cốc, như Lưu Mắt To đã nói trước đó, hoàn toàn là do Thổ Phỉ Thảo Thượng Phi muốn mượn sức Độc Cô Hối nên mới bắt hai người bọn họ, không ngờ rằng quân sư thật sự lại là Vũ Kiếm. Nhưng sau khi tiến vào Lưu Sa Cốc, hai người đã bị Thảo Thượng Phi ra oai phủ đầu, gã ta trực tiếp hạ lệnh chặt đứt tay chân gân cốt của bọn họ. Vốn dĩ hai người bọn họ còn tưởng rằng lần này chết chắc rồi, không ngờ là sư phụ lại tới. Dương Bách Xuyên cũng kể lại ngắn gọn trải nghiệm hai lần vào sơn hải giới của mình. Ba thầy trò trò chuyện xong, một bóng dáng xinh đẹp cũng chạy như bay đến, hét lớn, a hối. Dương Bách Xuyên vừa thấy thì lập tức vui vẻ, thì ra là muội muội của Chu Điên đang chạy vội đến đây, bổ nhào vào trong lòng Độc Cô Hối. Điều này khiến Độc Cô xấu hổ không thôi, bảo, Phi Yến mau bái kiến sư phụ ta. A, thì ra ngươi chính là sư phụ mà A Hối thường hay nhắc tới. Chu Phi Yến mở to hai mắt nhìn, ngay sau đó lập tức quỳ xuống hành lễ. Dương Bách Xuyên thầm khen ngợi trong lòng, mắt của thằng nhóc thối ấy cũng tinh tường ra phết, là một cô nương dám yêu dám hận. Hắn nâng Chu Phi Yến dậy rồi nói, bên chỗ ca ca ngươi thế nào? A, sư phụ ngài mà không hỏi thì suýt nữa là ta quên mất luôn đấy. Ca ca ta đã thâu tóm toàn bộ Lưu Sa Cốc rồi. Nói là bảo ngươi qua đó một chút, hắn phát hiện đá vũ hóa mà ngài cần trong bảo khố của Lưu Sa Cốc. Chu Phi Yến tường thuật lại, cũng gọi sư phụ theo Độc Cô Hối, lời nói cũng trở nên cung kính hơn hẳn. Hai mắt Dương Bách Xuyên sáng lên, nói các ngươi cứ đợi ở đây nhé, ta đi xem thử. Khi Dương Bách Xuyên bước vào hang ổ Lưu Sa Cốc, dọc theo đường đi la liệt xác chết, một cảnh tượng máu chảy thành sông. Trận chiến này diễn ra rất ác liệt. Nhưng mà đây là cuộc chiến giữa những tên thổ phỉ với nhau, cũng là quy luật sinh tồn, quy luật cá lớn nuốt cá bé nuốt tôm tép. Nhưng hôm nay là con cá bé Hắc Phong Trại ăn tươi nuốt sống con cá lớn Lưu Sa Cốc, cá bé nuốt cá lớn. Phải trả một cái giá rất đắt. Trên cơ bản, gần 500 tên thổ phỉ của Hắc Phong Trại chẳng còn lại bao nhiêu, không quá 100 người. Lưu Sa Cốc thì còn thê thảm hơn, bị Hắc Phong Trại giết đến máu chảy thành sông, thổ phỉ kinh hãi. Lưu Sa Cốc cách thành lũy bị chiếm cứ 500 mét là một ngôi làng được xây dựng sâu trong sơn cốc, giờ phút này khắp nơi bốc khói mù mịt, mùi máu tươi khắp trốn, tiếng kêu la vô cùng thảm thiết. Nơi này có nguồn nước, thiên địa linh khí cũng tràn đầy. Hơn nữa vòng xoáy cát lún ở bên ngoài quả thật là một nơi rất tốt để tu luyện. Nhưng hiện tại lại là một mớ hỗn độn. Khi Dương Bách Xuyên bước tới một quảng trường bên trong sơn cốc, từ xa hắn đã trông thấy Chu Điên dẫn theo người cầm đao trong tay diễu võ Dương Oai, lớn tiếng mắng mỏ uy hiếp 200-300 người đang ngồi xổm trên quảng trường. Rất rõ ràng, đám người đang ngồi xổm trên quảng trường đó chính là thổ phỉ đã đầu hàng của Lưu Sa Cốc. Dương Bách Xuyên nhìn thấy những người này cũng không nhịn được mà thở dài. Lưu Sa Cốc có tổng cộng 800 thổ phỉ, hiện giờ chỉ còn lại có vài người này, có thể thấy được cuộc chiến giữa hai bên thảm khốc đến cỡ nào. Nhờ vậy mà hắn cũng đã được trải nghiệm sự tàn nhẫn của Chu Điên. Điều này tương đương với việc giết liền tù tì 500 người chỉ trong một trận đánh. Đương nhiên, so ra thì Hắc Phong Trại của Chu Điên cũng không hời hơn tí nào. Ban đầu gần 500 người giờ trước mặt chỉ còn lại khoảng 100 tên. Nhìn thấy Dương Bách Xuyên đi đến, ánh mắt Chu Điên vừa phức tạp lại vừa kính sợ, gã vội vàng bước tới đón chào. Lần này có thể xử lý được Lưu Sa Cốc, Chu Điên biết rằng tất cả đều nhờ có Dương Bách Xuyên. Lúc mới bắt đầu cuộc chiến gã cố tình tụt lại phía sau, là vì muốn để Dương Bách Xuyên đấu trước với Thảo Thượng Phi, kết quả Dương Bách Xuyên lại tiễn gã ta đi đời nhà ma luôn. Điều khiến Chu Điên bất ngờ và thầm thấy may mắn vì gã khôn lỏi không lên đấu với Thảo Thượng Phi. Lúc Dương Bách Xuyên đấu với Thảo Thượng Phi, gã mới thấy được Thảo Thượng Phi đã đột phá lên tu vi xuất khiếu cảnh đại viên mãn rồi, thầm thấy may vì gã không xông ra chiến trước, không
không thì đã bị Thảo Thượng Phi giết chết từ lâu rồi, xuất khiếu cảnh hậu kỳ chỉ kém và đại viên mãn một cảnh giới nhỏ nhưng thực lực thì lại khác nhau như trời với đất. Nhưng mà lúc ấy Chu Điên cho rằng Dương Bách Xuyên sẽ bị Thảo Thượng Phi giết chết, không ngờ cuối cùng lại là Dương Bách Xuyên giết chết Thảo Thượng Phi. Tuy rằng gã không hiểu được tại sao Dương Bách Xuyên chỉ có tu vi xuất khiếu cảnh hậu kỳ mà lại có thể thắng được Thảo Thượng Phi, nhưng kết quả cuối cùng chính là Thảo Thượng Phi đã bị Dương Bách Xuyên giết chết tại chỗ. Lúc này Chu Điên tràn ngập sự kính sợ đối với Dương Bách Xuyên. Rõ ràng người này đã nghe thấy Thảo Thượng Phi nói một câu, ta là người Nghiêm gia trước khi chết. Lời này khiến lòng Chu Điên nổi sấm đùng đùng, tuy rằng không thể xác định Thảo Thượng Phi rốt cuộc có phải là người Nghiêm gia hay không, nhưng gã thà rằng tin lầm còn hơn là bỏ sót. Nếu Thảo Thượng Phi là người Nghiêm gia thật, Chu Điên biết gã chỉ còn lại một con đường chết thôi. Nên gã nhất định phải ôm chặt đùi Dương Bách Xuyên, không thì sẽ chết không có chỗ chôn. Dương thiếu, tất cả thổ phỉ trong Lưu Sa Cốc đều đã được tập trung lại, đồ vật trong bảo khố cũng đã được kiểm kê. Có 100 viên đá vũ hóa, 3 dương chứa các loại kỳ thạch vân vân, 300 cây linh thảo, hàng vạn viên linh thạch, Dương thiếu xin hãy kiểm tra và nhận. Tính toán của Chu Điên rất tinh tế, vốn dĩ gã định là trừ việc đưa đá vũ hóa cho Dương Bách Xuyên ra thì số bảo bối còn lại gã sẽ độc chiếm hết. Nhưng một câu người Nghiêm gia trước khi chết của Thảo Thượng Phi đã khiến cho gã thấy run sợ vô cùng. Nghiêm gia nằm ở phía đông của ổ thổ phỉ là một thế lực không thua kém Dương gia chút nào. Thậm chí còn là một gia tộc thổ phỉ tàn nhẫn hơn nhiều. Gã diệt Lưu Sa Cốc, Nghiêm gia sẽ không bỏ qua cho gã, nên nếu muốn được Dương Bách Xuyên che chở thì gã nhất định phải biểu hiện cho tốt. Trong mỗi hang ổ thổ phỉ thì đều sẽ có bảo khố, hiện tại Chu Điên quyết định dâng hết đống bảo vật đó cho Dương Bách Xuyên, tuy rằng gã thấy rất đau lòng, nhưng gã nghĩ nếu mình có thể ôm được đùi của Dương Bách Xuyên thì chút trả giá này vẫn rất cần thiết. Sao Dương Bách Xuyên lại không biết tính toán của Chu Điên cho được? Mà hắn cũng chẳng ngại, lập tức vung tay lên thu hết bảo vật vào pháp bảo dự trữ. Hắn không có hảo cảm với những tên thổ phỉ giống như Chu Điên, đây cũng là lần tiếp xúc cuối cùng. Chu Điên nhìn Dương Bách Xuyên thu hết bảo bối lại, lòng thắt lại nhưng gã không dám nói gì. Gã đã tận mắt nhìn thấy Dương Bách Xuyên đấu với Thảo Thượng Phi, biết tu vi của Dương Bách Xuyên rất mạnh, trong thế giới kẻ mạnh là vua, kẻ yếu sẽ không có quyền lên tiếng. Nhưng nên nói cái gì thì vẫn cần phải nói, gã đã hy sinh nhiều như vậy, huynh đệ trong tay cũng thương vong nặng nề, chung quy cũng phải có được một câu từ Dương Bách Xuyên chứ. Nhưng nhìn dáng vẻ của Dương Bách Xuyên, cứ như thể hắn hoàn toàn không biết Nghiêm gia vậy. Nghĩ đến đây, Chu Điên không nhìn được nói, Dương thiếu có biết Nghiêm gia ở phía đông của ổ thổ phỉ không? Dương Bách Xuyên vốn không biết và cũng không có để ý lắm, trước khi Thảo Thượng Phi chết có nói rằng mình là người Nghiêm gia. Hiện tại nghe ý trong lời của Chu Điên thì hình như Nghiêm gia này không phải một thế lực nhỏ. Hắn nheo mắt lại thuận miệng nói nghe xem. Thế lực của Nghiêm gia trong ổ thổ phỉ không hề thua kém gia tộc của Dương thiếu chút nào, Chu Điên cẩn thận nói một câu đồng thời cũng quan sát sắc mặt của Dương Bách Xuyên. Từ đầu đến giờ, hình như Dương Bách Xuyên chưa từng thừa nhận mình là người Dương gia, điều này khiến Chu Điên cảm thấy hơi khó hiểu. Theo lẽ thường, mấy gia tộc thổ phỉ có thế lực siêu cấp trong địa phận ổ thổ phỉ, Dương Bách Xuyên không thể nào không biết được. Nhưng nhìn bộ dạng của Dương Bách Xuyên thì hình như hắn không biết thật, điều này làm cho Chu Điên chỉ có thể nghĩ theo hướng là Dương Bách Xuyên không muốn chọc phiền phức, muốn phủi sạch bản thân đẩy hết mọi chuyện lên người Chu Điên gã. Trong lòng Chu Điên thầm chửi hắn vô liêm sỉ nhưng không dám biểu hiện ra ngoài. Nếu chọc giận Chu Điên gã, cùng lắm thì gã đến Nghiêm gia khô máu luôn. Tất cả mọi người cùng chết. Mà hiện tại gã kể cho Dương Bách Xuyên nghe về Nghiêm gia, chính là muốn nói cho Dương Bách Xuyên biết, Chu Điên ta không phải dế nhũi, vẫn biết mấy gia tộc thổ phỉ có thế lực siêu cấp trong địa phận ổ thổ phỉ, Chu Điên ta có thể cõng trách nhiệm thay ngươi, nhưng đến lúc đó Nghiêm gia mà tới gây sự thì ngươi phải đứng ra giúp ta mới được. Dương Bách Xuyên nghe mấy lời này của Chu Điên, trong lòng thầm nghĩ cái tên này thực sự đã coi mình thành người của Dương gia rồi. Xem ra cái gọi là 10 đại thế lực siêu cấp trong địa phận ổ thổ phỉ, quả thật không thể khinh thường, nếu không cái tên Chu Điên này sẽ không cẩn thận như vậy. Đối với phỏng đoán của Chu Điên, Dương Bách Xuyên không thừa nhận mà cũng chẳng lên tiếng giải thích, dù sao là Chu Điên ngươi tự cho là vậy trước, tới tận giờ ta đây chưa từng thừa nhận nha. Nhưng hắn cũng muốn nghe xem Nghiêm gia rồi thì Dương gia là như thế nào. Chỉ nghe Chu Điên nói,
Nghiêm gia chiếm cứ khu vực phía đông của ổ thổ phỉ, chính là một trong ba gia tộc đứng đầu thuộc 10 thế lực lớn ấy, còn mạnh hơn cả Dương gia của Dương thiếu nữa cơ. Nghe đồn Nghiêm gia có một vị lão tổ tông thần bí khó lường, ngay cả 10 vị túc lão của Điện Mạo Hiểm cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Chu Điên lưu loát nói một lèo, chủ yếu là muốn nói cho Dương Bách Xuyên rằng, ta biết Dương gia và Nghiêm gia các người đấy nhé, hiện tại chúng ta đang trên cùng một chiếc thuyền, nếu Thảo Thượng Phi là người Nghiêm gia thật, đến lúc đó Nghiêm gia tới gây sự, Dương Bách Xuyên người cũng không thể mặc kệ Chu Điên ta được. Mà Dương Bách Xuyên nghe xong lại rất muốn cười, cái tên Chu Điên này gian trá thật sự, đồng thời hắn cũng hiểu rằng Chu Điên muốn được che chở, gã đã coi mình thành người của cái nơi gọi là Dương gia ấy. Dù sao từ đầu tới cuối đều là Chu Điên tự cho là vậy, hắn chưa từng khẳng định nha. Về phần Nghiêm gia có một vị cao thủ thần bí cường đại trong lời của Chu Điên, Dương Bách Xuyên khá là lưu tâm, nhưng hắn cũng không lo lắng. Hiện tại địa bàn của hắn đang nằm ở phía nam của Vương Thành Mạo Hiểm, trên danh nghĩa vẫn là địa bàn của ba đại yêu, hắn tin rằng dù Nghiêm gia có tra ra được là mình đã giết Thảo Thượng Phi, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Huống chi Thảo Thượng Phi có phải người của Nghiêm gia hay không thì còn chưa chắc chắn. Mà đối với ý đồ của Chu Điên, đương nhiên là Dương Bách Xuyên biết rõ. Để cái tên này cảm thấy yên tâm, Dương Bách Xuyên trở tay ném cho gã một tấm phù truyền tin, nói có chuyện gì thì có thể truyền tin cho ta, nể tình huynh muội các ngươi đã cứu hai đồ đệ của ta, nếu Nghiêm gia thực sự đến gây chuyện, ta sẽ không mặc kệ ngươi. Chu Điên nói nửa ngày trời chính là vì mấy lời này của Dương Bách Xuyên. Nhưng hai chữ đồ đệ lại khiến gã không thể hiểu nổi. Lưu Mắt To đứng bên cạnh gã nhỏ giọng giải thích, bấy giờ Chu Điên mới biết thì ra quân sư Độc Cô Hối và Vũ Kiếm là đồ đệ của Dương Bách Xuyên. Giờ thì Chu Điên càng thấy yên tâm hơn, sau khi cảm ơn rối rít, hai mắt gã đằng đằng sát khí nhìn 200-300 tên thổ phỉ tù binh ở trên quảng trường, nói, Dương Thiếu, ngài xem có nên giết hết đám thổ phỉ Lưu Sa Cốc đó không? Nếu giữ đám người này này, lỡ như Thảo Thượng Phi là người Nghiêm gia thật, vậy khác nào đang tự gây họa cho mình. Dương Bách Xuyên liếc mắt nhìn Chu Điên một cái, thầm than kẻ đúng là một tên thổ phỉ, vừa tàn nhẫn lại vừa độc ác, nói giết mấy trăm người mà đôi mắt cũng không thèm chớp cái nào. Nhưng hắn cũng không định quản chuyện của thổ phỉ, mục đích ra ngoài lần này đã đạt được rồi, cũng đã tìm về được hai đồ đệ, hiện tại hắn chỉ muốn quay về vùng cấm phía nam càng sớm càng tốt. Việc này là chuyện của ngươi. Không cần hỏi ta, cáo từ. Hắn có chút chán ghét. Chu Điên, cho nên xoay người rời đi. Thế nhưng những tên thổ phỉ bị bắt làm tù binh ở quảng trường Lưu Sa Cốc, nghe thấy Chu Điên muốn giết hết tất cả bọn họ, cả đám đều bắt đầu hoảng sợ hét toáng lên. Nhưng bọn họ la hét cũng vô dụng, bây giờ chúng là thịt cá trên tay Chu Điên, căn bản không thể phản kháng được. Dương Bách Xuyên có chút buồn bực đi ra ngoài. Lúc sắp đi tới rìa quảng trường, liền nghe đột nhiên bên tai nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, Dương Bách Xuyên ca ca, Dương huynh cứu ta với. Nghe thấy tiếng gọi có chút già nua nhưng lại vô cùng quen thuộc, còn gọi tên của mình, Dương Bách Xuyên quay đầu nhìn về phía mấy tên thổ phỉ bị bắt làm tù binh, thoáng nhìn thấy một lão giả, trong đầu hiện lên một cái tên, hắn buột miệng nói, Mạnh. Mạnh lão đầu. Quay đầu lại, lập tức nhìn thấy một vị lão giả tuổi tác không lớn lắm. Trong đầu hiện lên hình ảnh cuộc đại náo ở thành Yêu Quang năm đó trong tâm trí. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 72.